Không phải á ta kêu ta đến nhận cơm sao? Bây giờ bụng của ta đói sắp bị chuột rút rồi. Sao á còn chưa mở miệng chứ? Trời ơi, vậy ta phải nói thế nào đây? Để xem ngươi có thể giả thật thà đến bao giờ. Tiểu huynh đệ à, ta cảm thấy hôm nay thật sự rất nóng. Qua đây, ngươi cũng mệt rồi phải không? Hay là nghỉ ngơi một lát trước đi. Ta không cần đâu. Ta nghĩ ta ra ngoài hóng gió là được rồi. Nhìn vẻ mặt tên tiểu tử ngốc này hình như là một chính nhân quân tử. Nhưng mà không lý nào ta lại tha con thú săn sắp đến tay được. Tiểu tử thối, ngươi lại đến làm hỏng việc tốt của ta. Ta nói rồi, ta phải trừ hại cho dân. Chỉ cần có ta thì ta sẽ giết chết ngươi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ ả chính là yêu nữ mà Phan Vĩnh muốn diệt trừ sao? Lần này chết rồi. Phan Vĩnh, người nhất định sẽ thắng. Nhất định sẽ thắng. Hay lắm. Không ngờ ngươi có thể đả thương ta. Ngươi đang sử dụng võ công gì vậy? Ta đã... Đáng ghét, ngươi hãy đợi đó. Phan Vĩnh, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Không ngờ ta có thể thắng. Không ngờ ta đánh thắng rồi. Phan Vĩnh à, ngươi sao vậy? Ngươi đánh thắng ả nên vui mừng mới phải chứ. Điều này chứng tỏ võ công ngươi lợi hại hơn. Trời ơi, ngươi không biết thôi. Ngày thường con yêu nữ này đã hấp thu linh khí của rất nhiều đàn ông, cho dù sư phụ ta cũng đánh không lại đó. Hả? Sau đó chết dưới tay của ả. Sư phụ ta trước khi chết đã truyền hết công lực lại cho ta, nên ta mới có thể đánh ngang tay với ả. Dù sao cũng không thể đánh thắng ả. Nhưng bây giờ đánh ả bị thương rồi. Cuối cùng chuyện này là sao chứ? Chuyện này là... Ta biết rồi. Hả? Tự quyết định. Ta biết rồi, chắc chắn là phúc khí người đã mang đến cho ta, nên ta mới có thể đánh thắng ả. Hay quá rồi tiểu huynh đệ, cuối cùng đánh thắng ả rồi. Phan Vĩnh, trước tiên ngươi đừng kích động. Ngươi thắng ả rồi, vui mừng thì vui mừng. Ta thấy, hay là ngươi mau đưa ta rời khỏi đây đi. Bây giờ ta sợ tới gần chết rồi. Đi thôi, đi. Cuối cùng cũng thắng rồi, đánh thắng được ả rồi. Đi thôi. Pháp thuật được ghi chép trên thiên thư này quả nhiên là bác đại tinh thâm. Xem ra ta phải không ngừng luyện tập mới được. Chỉ là... Ngũ hổ tề xuất, thiên tử hiện, ngũ hổ tướng thật ra đang ở đâu? Cho đến bây giờ, trên bức ngũ hổ đầu này cũng chỉ xuất hiện một vị hổ tướng. Không đúng. Trước đây trong lúc ngũ hổ tướng này xuất hiện, mình vẫn chưa tìm được chủ công. Nhưng bây giờ hắn lại không có ở bên cạnh chủ công.
Chẳng lẽ là mình nhầm lẫn rồi sao? Mình vẫn phải chú tâm quan sát thời gian này rồi hãy tính. Bất kể thế nào, chân mệnh thiên tử liên quan đến thiên hạ, mình tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Ngươi làm gì vậy? Lạ thật. Tại sao ta cảm thấy ngươi có chút kỳ lạ vậy? Ta kỳ lạ ở điểm nào? Hơn nữa trên người ngươi có mùi gì đó, nhất định không phải là người. Ngươi là yêu. Ngươi mới là yêu. Ta không phải yêu. Ta là Bạch Viên đã đắc đạo. Ngươi nhìn đi, bây giờ ta đã thành hình người rồi. Con khỉ nhà ngươi không phải là yêu. Hoa Dung sao có thể là yêu được? Hơn nữa, ta vốn dĩ chính là người. Ngươi đừng có ở đây nói nhảm. Ngươi đừng hòng. Chính vì ta là khỉ bán tiên, cho nên ta có thể ngửi ra ngươi không phải là người. Ngươi, nếu không phải Lưu Bá Ôn muốn tu luyện thiên thư, kêu ta trông chừng ngươi. Nếu không, còn lâu ta mới đếm xỉa đến ngươi. Ngươi. Được rồi, bây giờ ta sẽ đi tìm Lưu Bá Ôn. Còn ngươi, hãy ngoan ngoãn mà ở lại đây. Hả? Nếu không, ta sẽ kêu Lưu Bá Ôn niệm chú. Tới lúc đó, ngươi sẽ sống không bằng chết. Ngươi muốn nói xấu trước mặt chủ nhân sao? Ta thấy ngươi rõ ràng là yêu. Mũi của ta tuyệt đối không gửi sai đâu. Ta nhất định phải nắm trúng yếu điểm của ngươi, để ngươi biết lợi hại của Bạch Viên ta. Đây không phải phòng của Trần Hữu Lượng sao? Người này là ai? Tại sao hắn phải vào phòng của Trần Hữu Lượng? Hơn nữa, hai người họ còn lén lút, cuối cùng muốn làm gì? Sư phụ kêu con đi thăm dò thiên thư kia, có kết quả chưa vậy? Sư phụ, ba quyển thiên thư đó quả thật là bảo điển của đạo gia. Hắn nói nếu không phải người có duyên thì không thể nhìn thấy nội dung trên thiên thư. Tên Lưu Bá Ôn này chắc hắn sợ người khác nhìn thấy thiên thư của hắn, cho nên mới dùng đến loại quỷ kế này. Bút cùng tài mọn. Không sao hết, sư phụ tự biết phá giải. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải nghĩ cách mau chóng lấy được thiên thư đó về đây. Sư phụ, người thật sự phải lấy cấp thiên thư sao? Hữu Lượng, còn nói như vậy là có ý gì hả? Ý của con là... Có phải con còn đang do dự không? Trời ơi, sư phụ đã nói với con nhiều lần rồi, sao sư phụ phải làm như vậy? Tất cả đều vì con mà thôi. Con... Dạ sư phụ, con biết rồi. Hả? Ai đó? Không ngờ Trần Hữu Lượng này còn có ý đồ khác. Sư phụ của hắn có ý muốn lấy cấp thiên thư của Lưu Bá Ôn. Đúng là đã phụ lòng tốt Lưu Bá Ôn dành cho ngươi. Nếu như các ngươi dám ra tay với huynh ấy thì các ngươi sẽ phải chết. Thì ra Kỳ Kỳ Cách cô nương là thầy tế của triều đình sao? Không sai.
Ở đây là chỗ của một gia đình giàu có. 3 năm trước, sau khi yêu nữ đó tới đây, đã làm cho nơi này chướng khí mù mịt. Người ở đây thay phiên nhau lần lượt mất mạng. Tại giới sư phụ đã thề, nhất định sẽ cùng con yêu nữ này quyết chiến tới cùng. Ừ. Nhưng mà không ngờ sư phụ ta chí lớn chưa thành, thần đã chết trước. Nè, Phan Vĩnh, ngươi nên vui mừng mới phải chứ. Ngươi nghĩ đi, ngươi đánh bại yêu nữ kia cũng có thể an ủi vong linh trên trời của sư phụ ngươi mà, đúng không? Ê, hay quá, tối hôm nay chúng ta có thể yên ổn đánh một giấc ngon rồi. Không được, tối hôm nay chúng ta không được ngủ, rất có khả năng một trận chiến sinh tử sẽ xảy ra. Hả? Hả? Trận chiến sinh tử hả? Ừ. Ta đã đánh yêu nữ đó bị thương, ả nhất định sẽ không để yên chuyện này, nhất định sẽ tìm ta để mà trả thù. Ê, Phan Vĩnh, vậy thì bây giờ ngươi mau chạy đi. Chạy hả? Ừ. Ta là một nam tử hán đội trời đạp đất, sao có thể chạy được? Trừ phi ta chết, nếu không ta quyết không rời khỏi nơi này. Ừ. Chân hán tử. Bình sinh Chu Trùng Bác này khâm phục nhất là loại người như ngươi. Vị bằng hữu như ngươi ta sẽ kết giao. Ta quyết định ta cũng không đi. Ngươi muốn kết bằng hữu với ta hả? Ừ. Ngươi cũng không đi sao? Ta quyết định ở lại đây với ngươi. Ừ, vậy ngươi không sợ hả? Hảo bằng hữu mà, cần phải có phúc cùng hưởng, có quả cùng gánh chứ. Huống hồ còn có võ lâm cao thủ như ngươi bảo vệ ta. Ta không sợ gì hết. Được, hảo bằng hữu. Hảo huynh đệ. À phải rồi, người đó là muốn đợi ai đó mà. Người đó là ai? À, cô ta tên Mộ Dân. Cô ta cũng muốn đi Hào Châu, theo ta đi tìm Tiêu Thuốc. Ê, phải rồi Phan Vĩnh, thật ra ngươi có cách gì đối phó với con yêu nữ kia không? Có chứ, sư phụ ta đã lại một tuyệt chiêu cho ta. Nhưng sư phụ nói rồi, không đến thời khắc cuối cùng không được sử dụng. Tại sao vậy? Tại vì ta vẫn chưa tìm được người ta đang đợi. Sư phụ nói rồi, tuyệt chiêu này chỉ được sử dụng một lần. Nếu như người đó không ở bên cạnh ta, có lẽ tình trạng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hả? Vậy bây giờ huynh... Trời ơi, bây giờ không dùng được nữa rồi. Con yêu nữ kỳ kỳ cách kia chắc chắn không buông tha chúng ta. Nè, đồ ghẻ liên lụy ngươi rồi. Trời ơi, nói gì vậy? Chúng ta là hảo huynh đệ mà. Phan Vĩnh, yên tâm đi, ta nhất định nghĩ cách giúp ngươi đối phó yêu nữ kia. Vậy bây giờ chúng ta có cần bố trí một chút không? Tất nhiên rồi. Để lại Nguyễn Thiên Thương cho ta. Lưu Ba Ông đối với ta có ơn có nghĩa, ta làm như vậy có đúng hay không? Nhưng mà sư phụ đã nói phải lấy cho bằng được thiên thư. Không được, Trần Hữu Lượng, ngươi không thể có lỗi với bằng hữu. Nhưng mà sư phụ đã nói, nam nhi muốn làm nên việc lớn không được từ bi nương tay. Lưu huynh, xin lỗi huynh.
Trần Hữu Lượng, ngươi cũng to gan lắm, không ngờ đã thông đồng với nhau đến lấy cấp quyển thiên thư này. Với hạng người tâm thuật bất chính như ngươi, sao có thể là chân mệnh thiên tử được? Nếu không phải Bá Ôn đã nhận định là ngươi, thì ta đã giết ngươi rồi. Thiên thư này sao lại không có chữ? Nó có tác dụng gì? Tại sao đạo sĩ Thúy lại sai khiến tiểu tử kia đến lấy cấp chứ? Cho dù thế nào, ta cũng sẽ giúp Bá Ôn bảo quản tốt cái này, để tránh bọn trộm giặc lại đến lấy cấp. Đúng rồi, lúc nãy Bá Ôn đuổi theo tên đạo sĩ đó, không biết bây giờ thế nào nữa. Ta cần phải... Tiểu nữ, cuối cùng cũng bắt được ngươi, chịu chết đi. Ê, Phan Vĩnh, là Mộ Dân. Đâu ghẻ, có phải là ngươi không? Ta đây, Phan Vĩnh, thả cô ấy ra đi. Ê, Mộ Dân, sao cô lại tới đây? Xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Lúc ban ngày ta có đến tìm ngươi, nhưng mà ta không gặp ngươi. Sau đó ta nhìn thấy một vị cô nương. Sau đó nữa thì ta không biết, ta không nhớ gì hết. Một vị cô nương? Ừ. Ê, có khi nào là yêu nữ đó không? Nè, ngươi mau xem đi, Mộ Dân có chuyện gì không? Mộ Dân cô nương, người cô nương nói có tác động đặc biệt gì với cô nương hay không? Cô nương đã nói y phục của ta dơ rồi, còn dỗ dai ta nữa. Nhưng ta xem lại thì y phục ta không bị dơ. Nhất định là ả rồi. Trong lúc ả dỗ dai cô nương nói trúng bê hồn thuật rồi, cho nên mới thay ả tới đây. Chết rồi, cầm bẫy của ta nhất định bị ả phá hoại. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhớ võ công như mèo ba chân của ngươi, còn muốn bắt ta nữa sao? Đừng có nằm mơ. Đi. Bây giờ làm sao? Đuổi theo. Ngươi là ai? Sao lại dám lấy cấp thiên thư của ta? Có lẽ bây giờ Hữu Lượng đã lấy được thiên thư, ta không phải giằng co với hắn nữa, chạy là thượng sách. Ngươi tưởng như vậy là có thể thoát thân sao? Thả ta ra. Ngươi cấm miệng định làm ta. Gì chứ? Nè, thả ta ra. Đừng lôi kéo nữa mà. Tên ngươi... tiểu tử thúi nhà ngươi, lần trước ta sắp hút được chân khí của ngươi, không ngờ lại để ngươi trốn thoát. Lần này ngươi không thoát được rồi, bây giờ ta sẽ hút chết ngươi. Nếu ngươi thích hút chân khí như vậy thì cứ hút ta được rồi. Dù sao ta cũng vừa thối vừa dơ, hơn nữa đầu còn bị ghẻ. Nếu ngươi hút phải chân khí của ta, nhất định sẽ bị thối khí của ta làm sặc chết đó. Tiểu tử thối, nộp mạng đi. Ta sẽ sặc chết yêu nghiệt nhà ngươi. Sặc chết ngươi luôn. Ta nói không sai chứ, ngươi hút phải thối khí của ta, ngươi nhất định sẽ bị sặc chết. Nhưng mà không phải ta kêu ngươi hút đâu nha. Tiểu tử thối, ta đánh chết ngươi.
không được tạo nghiệp. Ngươi là ai? Sao dám xen vào chuyện của bổn cô nương? Lưu Bá Ôn. Ta không cần biết ngươi tên gì. Nói thẳng cho ngươi biết, đừng có ý mình biết chút phép thuật thì có thể xen vào chuyện của bổn cô nương. Coi chừng ta giết cả ngươi đó. Yêu nghiệt, đang hại người ở đây còn dám nghênh ngang khoác lác. Lưu Bá Ôn này nhất định phải thu phục ngươi mới được. Phục ma kiếm. Thái cực kiếm, hàng long phục ma. Thái cực phục ma kiếm. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, thu phục yêu nghiệt nhà ngươi. Đại ca, thì ra là huynh sao? Tiểu huynh đệ, đợi ta ở đây, ta phải đi bắt yêu nghiệt. Hả? Trời ơi, sao mà đi nhanh vậy? Thật không ngờ phục ma kiếm của Lưu Bá Ôn lợi hại đến gì. Tại sao phục ma kiếm lại chuyển hướng công kích ả vậy? Không lẽ ả là yêu ma? Nghiệt súc, chạy đi đâu? Bá Ôn, làm sao đây? Mình không thể để huynh ấy thấy bộ dạng này. Chúng ta đi. Xem ra cô yêu nữ này đã bị phục ma kiếm của ta làm tổn thương rồi. Chuyện này là sao? Người ả truy sát hình như là tiểu huynh đệ Hoàng Giác Tự kia mà. Chuyện này tại sao là vậy? Ê, tiểu huynh đệ. Đại ca, huynh về rồi hả? Vậy thì hay quá. Là đệ sao? Nhưng mà đệ không phải bị yêu quái hại chết rồi sao? Đệ bị yêu quái đẩy xuống vách núi, sau đó được người ta cứu. Ê, đại ca, thì ra tên của huynh là Lưu Bá Ôn sao? Đệ nhìn huynh chính là bộ dạng người có học vấn. Sau này tại hạ có thể kêu huynh là Lưu tiên sinh hay không? Không thành vấn đề. À, phải rồi, Lưu tiên sinh, sao tiên sinh lại ở đây? Chuyện dài dòng lắm. À phải rồi, Trần Hữu Lượng đã ở bên cạnh ta. Thật hả? Tiên sinh đang ở bên cạnh Hữu Lượng sao? Quỳnh ấy đang ở đâu? Hắn với ta hiện đang ở trọ, quán trọ cách đây không xa lắm. Ta xin đưa đệ đi. Được, đi. Yêu quái đứng lại. Hai người muốn làm gì? Yêu quái, lúc cứ biến thành nam, lúc biến thành nữ, cứ tưởng ta không nhận ra sao? Mau thả đồ ghé ra. Không sai, ta sẽ liều với ngươi. Mộ Dân, Mộ Dân à? Nè, nè. Nè. Mộ Dân, cô còn dám chọc phá ta, để xem ta có giết ngươi không. Nè, dừng lại. Vậy thì ngươi cứ làm thử đi. Lưu tiên sinh, bọn họ không phải người xấu, họ là hảo huynh đệ của ta, xin tiên sinh đừng tổn thương họ. Ta biết, chỉ là người này cá tính quá nung nóng, ta chỉ chọc hắn thôi. Lưu tiên sinh, vị này hả? Là Phan Vĩnh. Phan Vĩnh, vị này là Lưu tiên sinh. Cứ đừng vô lời, lập tức đi mau. Đi cái gì, ta vẫn chưa nói hết mà. Còn gì để nói nữa, hắn đối xử với chúng ta như vậy, ngươi còn đối xử với hắn như vậy sao? Rốt cuộc ai là bằng hữu của ngươi? Ta... Ngươi cái gì mà ngươi, đi lẹ đi. Ê, trời, hai người đừng nắm. Hai người làm gì vậy? Nè, Lưu tiên sinh, nè, vừa rồi tiên sinh nói với tại hạ, tiên sinh với Trần Hữu Lượng đang ở đâu vậy?
chúng ta đang ở quán trò Duyệt La bên kia. Được, thì xin nói với Trần Hữu Lượng, tại hạ nhất định sẽ tìm cô nãy. Nhớ nói với cô nãy nha. Đi mau, đi mau, đi nhanh lên. Trời ơi, hai người đừng kéo mà. Trời ơi, tại sao yêu quái lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, còn có người muốn lấy cấp thiên thư của ta. Rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ những việc này đều là nhắm vào chủ công sao? Trời sắp sáng rồi, ta phải mau chóng trở về, bảo vệ tốt chủ công. Chết rồi, kiếm khí của Phục Ma kiếm này thực sự rất lợi hại. Cho dù ta vận công cũng không cách nào hồi phục. Tất nhiên ngươi không thể lập tức hồi phục rồi. Đúng rồi, ngươi là ai? Sao lại cứu ta? Và tại sao Phục Ma kiếm của Bá Ôn lại truy sát ngươi? Chẳng lẽ ngươi là yêu? Còn lâu ta mới là yêu. Ta là nữ tế tư của triều đình đương kim, tên ta là Kỳ Kỳ Cách, không như ngươi là một yêu tinh. Ngươi nói ai là yêu tinh chứ? Ngươi hãy thừa nhận đi, Phục Ma kiếm kia là kiếm có linh tính, nó có thể tự động truy tìm yêu nghiệt. Thật ra nó đang truy sát ta, nhưng bỗng nhiên lại chuyển sang ngươi. Ngươi không phải yêu, vậy ngươi là gì? Ngươi... Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện dư thừa ở đây nữa. May là có sự xuất hiện của ngươi, ta mới tránh được sự truy sát của Phục Ma kiếm. Vì vậy, có thể nói ngươi đã cứu ta. Ta đến để giúp ngươi đó. Giúp ta hả? Không sai. Chỉ cần ngươi uống cái này vào, thương tích của ngươi không lâu sau sẽ khỏi. Đây là gì vậy? Ngươi yên tâm đi, ta không làm hại ngươi đâu. Đây là linh đan diệu dược, triều đình đương kim dùng để trị thương cho hoàng đế, trong đó có Hà Thủ Ô và Linh Chi ngàn năm. Chỉ cần ngươi uống vào, ta tin là thương tích của ngươi không lâu sau sẽ khỏi. Quả nhiên là dược liệu quý hiếm. Đa tạ. Vậy ngươi mau dẫn công trị thương đi. Chủ công, sao chủ công lại ngất xỉu trong phòng của ta? Chủ công, người tỉnh rồi à? Xảy ra chuyện gì? Sao chủ công lại ngất xỉu ở đây? Đệ cũng không biết. Trong lúc đệ vào lấy thiên thư thì đệ phát hiện... Chủ công lấy thiên thư sao? Không phải. Ý của đệ là hôm qua đệ nghe tiếng đánh nhau, cho nên mới vào phòng huynh xem thử. Thấy bóng dáng ai hết, nhưng lại nhìn thấy thiên thư rơi trên sàn nhà, để tính lượm nó lên. Không ngờ bị người ta đánh ngất xỉu. À phải rồi, huynh mau xem lại đi, thiên thư có còn hay không. Quyển thứ nhất và quyển thứ ba vẫn còn, nhưng mà quyển thứ hai thì hôm qua trong lúc tại hạ nghỉ ngơi tiện tay đặt qua một bên, không ngờ lại bị đánh cắp. Quyển thiên thư thứ hai bị mất cấp, như vậy phải làm sao? Xem ra tại hạ đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Điệu hổ ly sơn? Tối qua có một người che mặt đến lấy cấp thiên thư của tại hạ,
Lúc đó tại hạ đánh rơi thiên thư này từ tay của hắn, sau đó đuổi theo ra ngoài. Vậy có bắt được người che mặt đó không? Không bắt được, để hắn chạy thoát rồi. Chạy thoát rồi? Không lẽ là sư phụ quay lại lấy mất thiên thư? Nhưng mà ông ấy hà tất đánh mình ngất xỉu? Lạ thật. Người biết tài hại của thiên thư bí mật này thật sự rất ít, không mấy ai biết mà. Vậy người đánh cắp kia làm sao biết được tại hạ có thiên thư chứ? Vì vậy tại hạ nghi ngờ người muốn lấy cắp thiên thư chính là người ở bên cạnh tại hạ. Không lẽ Lưu Bá Ôn bắt đầu nghi ngờ mình sao? À phải rồi Lưu huynh, đối với thư đồng bên cạnh huynh hiểu được bao nhiêu? Chủ công, sao người lại hỏi như vậy? Đệ xin nói thẳng, đệ thấy thư đồng của huynh có tính hiếu động, giả lại ánh mắt bất chính. Không biết chuyện mất cấp thiên thư này có liên quan tới hắn không? Điều này... tất nhiên rồi, chắc hắn là người huynh rất tin tưởng nên huynh mới giữ hắn bên cạnh. Chỉ là thiên thư bị mất cấp liên quan rất lớn, để thấy cẩn thận vẫn tốt hơn. Chủ công nói chí phải. Nhưng mà thiên thư không phải người có mắt thường có thể đọc được đâu. Người có duyên mới có thể đọc được thiên thư. Xem ra người lấy cấp thiên thư cũng không phải là hạng tầm thường. Phải rồi. Chủ công, tối qua trong lúc tại hạ đuổi theo người che mặt kia, tình cờ phát hiện Chu Trùng Bác. Trùng Bác? Ừ. Hắn chưa chết sao? Hắn vẫn chưa chết, hắn được người ta cứu sống. Hay quá. Xem ra sau này có thể gặp lại Trùng Bác rồi. Phải rồi, huynh đã dằn vặt cả đêm cũng mệt mỏi rồi, hay là nghỉ ngơi sớm đi, để về phòng đây. Đa tạ chủ công quan tâm, chủ công nghỉ ngơi sớm. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ ta đã hồi phục hoàn toàn. Đa tạ. Đừng khách sáo. Đúng rồi, làm sao ngươi biết được phục ma kiếm là của Lưu Bá Ung? Ngươi là... Thôi chết, trời sáng rồi. Nếu như hắn phát hiện ta không có ở trong phòng, hắn sẽ sinh lòng nghi ngờ ta. Xin lỗi, ta có việc, ta đi trước đây. Nè, ngươi vẫn chưa cho ta biết tên của ngươi là gì. Ta đã cứu mạng ngươi, không ngờ lại bỏ đi như vậy. Thiệt tình. Trời ơi. Hai người làm gì vậy? Sao không cho ta đi tìm Trần Hữu Lượng chứ? Trời ơi đồ ghẻ, ta không phải không cho ngươi đi tìm Trần Hữu Lượng. Chẳng qua người tên Lưu Bá Ôn kia biết yêu thuật, ta nghi ngờ hắn với yêu nữ là một bọn đó. Không đâu, Lưu tiên sinh là người tốt. Nè hai người tránh ra, để ta đi tìm Trần Hữu Lượng. Trời ơi, hai người làm gì vậy? Sao hai người không cho ta đi tìm Hữu Lượng chứ? Trời ơi đầu ghẻ ơi, ta không phải không cho ngươi đi tìm Hữu Lượng. Chẳng qua người tên Lưu Bá Ôn kia biết yêu thuật, ta nghi ngờ hắn với yêu nữ kia là một bọn đó. Không đâu, Lưu tiên sinh là người tốt. Nè hai người tránh ra, để ta đi tìm Hữu Lượng. Ngươi đừng cố chấp như vậy có được không? Lúc thì ngươi muốn đi tìm Tiêu Thúc, lúc thì lại muốn đi tìm Trần Hữu Lượng. Người ngươi muốn tìm có phải là quá nhiều rồi không? Trước đó ta không biết Hữu Lượng đang ở đây, bây giờ biết rồi ta phải đi tìm hắn chứ phải không? Cho dù ngươi tìm được Trần Hữu Lượng thì phải làm sao? Chẳng lẽ muốn hắn cùng với ngươi đi tìm Tiêu Thúc sao? Đường đi Hào Châu xa như vậy, bây giờ ngươi lại rất nóng lòng đi tìm Tiêu Thúc của ngươi. Theo ta thấy, tốt nhất chúng ta hãy mau lên đường đi. Vậy Phan Dĩnh, có muốn đi cùng với chúng ta không? Ta hả? Ừ. Ta không đi được, ta còn phải đi tìm một người. Cái gì? Ngươi cũng đang tìm người sao? Bây giờ là tình hình gì vậy? Sao hai người đều đang muốn tìm người chứ? Ta cũng không biết nữa. Ngươi muốn tìm người, ít ra cũng phải biết người ta đang ở đâu hoặc đang ở hướng nào mới được chứ. Sư phụ ta chỉ nói với ta, người này chân đạp thất tinh.
chân đạp thất tinh. Thần kỳ vậy sao? Trước giờ ta vẫn chưa thấy đó. Ê, Mộ Dân, cô xem đi, dưới chân cô đường có ngôi sao nào không? Được. Đầu ghẻ thối, ngươi muốn lợi dụng ta có phải không? Chân của bổn cô nương có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy sao? Hơn nữa, dưới chân ta có bớt hay không, bản thân ta hiểu rất rõ. Trái lại, ngươi hãy nhìn dưới chân của ngươi, coi có bớt hay không đi. Ta? Ừ. Chân của ta trước giờ chưa rửa bao giờ. Hơn nữa, ta cũng không biết dưới chân ta có cái gì. Ê, Mộ Dân, qua đây qua đây. Hay là cô đừng giúp ta xem có ngôi sao nào hay không ha. Nè. Đầu ghẻ, sao chân của ngươi dơ vậy, không chịu tắm rửa gì hết? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không chịu rửa chân thì ta sẽ không đếm xỉa tới ngươi nữa. Ê, chân người ta không phải dùng để đi lại sao? Không phải dùng để ngửi mà. Lau sạch sẽ không phải được rồi sao? Nè, sao rồi? Có không? Thất tinh, quả thật có thất tinh kìa. Hả? Đúng là có thất tinh đó. Hay quá đồ ghẻ ơi, cuối cùng ta đã tìm được ngươi rồi. Nè, ngươi chính là người ta muốn tìm đó. Ê, khoan đã, để ta mang giày trước đã. Hay quá, hay quá đi. Được rồi, dù sao cũng phải mang giày trước chứ bộ. Hay quá. Ê trời, Phan Vĩnh, cho dù ta có 7 ngôi sao, như vậy có thể nói lên điều gì? Hơn nữa ngươi chờ ta làm gì? Trời ơi, ta đâu có biết đâu. Tóm lại sư phụ đã nói, chỉ cần đợi được người có 7 ngôi sao thì ta có thể đi theo người đó được rồi. Ý người muốn nói ngươi sẽ đi theo ta? Đúng vậy, ta muốn theo ngươi tới Hào Châu. Ngươi muốn theo ta tới Hào Châu? Hay quá, chúng ta lại có thêm một người đồng hành rồi. Đúng vậy. Trời ơi, chết rồi, lại có thêm một người quản thúc ta. Đúng là có 7 ngôi sao thật ha. Phương pháp dùng người chết sống đối phó Bạch Liên giáo thất bại rồi sao? Vậy hắn đâu rồi? Cái gì? Chết rồi sao? Sư phụ sẽ trả thù cho con. Sư phụ tìm con có chuyện gì? Kỳ kỳ cách Tần Đồng, hắn thất bại rồi. Cái gì? Vậy quên ấy, hắn chết rồi. Đúng là đáng chết. Là ai đã làm vậy? Con muốn trả thù cho quên ấy. Chuyện này đích thân sư phụ sẽ xử lý. Tình hình bên phía con sao rồi? Sư phụ, ở vùng con đang điều tra, quả thật đã xuất hiện một người kỳ lạ. Có phải là tiểu đạo sĩ như con đã nói hay không? Không phải, mà là một tên tiểu tử đầu ghẻ, tướng mạo xấu xí. Ha, điều này có gì kỳ lạ đâu. Tuy hắn là một tên đầu ghẻ và khá giống ăn mày, nhưng mà theo con thấy tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Tại vì thú săn một khi con để mắt đến, xưa nay chưa từng thất thủ bao giờ. Nhưng mà tên tiểu tử thúi này quả thật mạng rất lớn. Con cảm thấy ông trời luôn giúp đỡ cho hắn. Vậy theo như con nói, tên tiểu tử này rất có khả năng là người trước giờ chúng ta đang tìm kiếm. Con nghi ngờ hắn chính là người trước giờ chúng ta đang tìm kiếm. Vậy sư phụ cũng phải quan tâm một chút. Người kia có lẽ sẽ xuất hiện ở nơi khác. Vậy ý của sư phụ là... Kỳ cách, bất kể tên tiểu tử đó la lịch ra sao, chúng ta thà giết lầm cũng không được bỏ qua. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ giết hắn. Vậy thì có tình hình gì lập tức báo cho ta biết. Dạ.
Hàng Lâm Nhi, sau khi bổn tế tự xuất cung, nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Hoa Dung đâu? Tối hôm qua cô ta nói ra ngoài, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy trở về nữa. Cô ta ra ngoài sao lại không nói với ta một tiếng? Nè chủ nhân, tiểu nhân thấy Hoa Dung này có chút kỳ lạ đó. Có chút kỳ lạ à? Ừ, hình như không phải là người. À, cô ta không phải là người, chẳng lẽ cô ta là yêu tinh sao? Nè chủ nhân, chủ nhân cũng biết tiểu nhân đối với phụ nữ xưa nay đều luôn rất có hứng thú mà, phải không hả? Hơn nữa mũi của tiểu nhân rất thính, ở đâu có phụ nữ tiểu nhân ngửi một cái thì sẽ gửi ra. Nhưng mùi trên người của Hoa Dung rất là hôi tanh, vì vậy cô ta không phải là người, cô ta là yêu. Nè chủ nhân, nếu chủ nhân vẫn không tin, có thể dùng phục ma kiếm thử đó. Ê không được. Hả? Phục ma kiếm có uy lực rất lớn, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng. Nhưng mà chủ nhân. Nè thôi đi, về chuyện này sau này hãy nói. Bây giờ ta có một việc giao cho ngươi. Là việc gì vậy? Tối qua có một người che mặt muốn lấy cắp thiên thư của ta nhưng không lấy được. Hơn nữa, sau khi ta trở về phòng, ta phát hiện thiên thư mất đi một quyển, nhưng chủ công Trần Hữu Lượng đã ngất xỉu trong phòng của ta. Chủ nhân biết ai lấy cắp thiên thư không vậy? Người biết ta có thiên thư không có mấy ai. Hơn nữa, tối qua trong lúc ta đuổi theo người che mặt đó, tình cờ ta phát hiện có một yêu nữ đang truy sát Chu Trùng Bác. Chu Trùng Bác? Hắn là ai vậy? Là một vị bằng hữu của chủ công, từng cùng với hắn xuất gia ở Hoàng Giác Tự. Bây giờ ta muốn kêu ngươi đi theo dõi Trùng Bác. Theo dõi hắn tại sao vậy? Tại vì ta nghi ngờ hắn chính là thiên tử. Trần Hữu Lượng không phải thiên tử sao? Tại sao chủ nhân lại nghi ngờ Chu Trùng Bác là thiên tử? Chẳng lẽ Chu Trùng Bác này so với Trần Hữu Lượng giống thiên tử hơn sao? Vậy thì không. Chu Trùng Bác này tuy là nhìn bề ngoài y phục rách rưới, nhưng mà có tướng mạo phi phàm. Trước đây trong lúc ta gặp hắn ở Hoàng Giác Tự, ta từng nghĩ hắn chính là chân mệnh thiên tử. Nhưng mà lúc đó trên người của hắn không có long hình hộ thể, cũng không có sao tử gì chứng minh. Vì vậy ta đã phủ nhận. Nhưng tối qua bỗng nhiên ta nhớ lại, trước đây Ngũ Hổ Đồ trong lúc Ngũ Hổ Tướng xuất hiện, đúng lúc xuất hiện chính giữa chính là hắn và Trần Hữu Lượng. Cho nên giống như chủ nhân đã nghĩ Trần Hữu Lượng không phải chân mệnh thiên tử thật sự. Chính là ta đang nghĩ vậy. Cho nên ta muốn phái người theo dõi Trùng Bác, điều tra lai lịch của hắn. Dạ chủ nhân. Ta cũng muốn cùng Trần Công Tử tiếp tục tìm kiếm Ngũ Hổ Tướng còn lại. Sau này chúng ta sẽ dùng thiên lý truyền âm để liên lạc. Bạch Viên, ngươi ra ngoài lần này mọi chuyện đã phải cẩn thận. Nhớ là đừng xin chuyện thị phi nữa, ngươi biết chưa? Chủ nhân, người yên tâm, chủ nhân thật lòng với tiểu nhân, tiểu nhân tuyệt đối không làm điều sằng bậy đâu mà. Tốt lắm, ngươi đi đi. Dạ chủ nhân. Nếu như Chu Trùng Bác là chân mệnh thiên tử, vậy tại sao trên người Trần Hữu Lượng lại xuất hiện long hình? Lâm Nhi, sức khỏe con đã hồi phục thế nào rồi? Sư phụ à, bây giờ con cảm thấy toàn thân thư thái, tràn đầy tinh thần. Chắc là độc tố trong người con gần được giải hết rồi. Sư phụ à, lần này may là có sư phụ tới giải cứu con kịp thời, nếu không e rằng Lâm Nhi đã mất mạng rồi. Đó cũng là vì bản thân con lanh lợi, biết thả Linh Yến về thông báo cho sư phụ. Trong lúc đó con biết con đã bị trúng thuốc mê, nên trong lúc con bị ngất xỉu con đã... Đúng vậy, trải qua bài học lần này, có lẽ con hiểu rõ hơn, con người không thể chỉ nhìn bề ngoài là có thể phán đoán thiện ác. Con cần phải chú tâm quan sát nhiều hơn, tìm hiểu kỹ càng mới có thể hiểu được chân tướng sự việc. Lâm Nhi,
đặc biệt là con. Con là thánh đồng của Bạch Liên giáo, sau này con phải dẫn dắt Bạch Liên giáo lật đổ thánh đế. Vì vậy con phải thận trọng hơn mới được, con biết chưa? Đệ tử đã hiểu. Sau này đệ tử sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác và hành sự lỗ mãng. Ừ. À phải rồi sư phụ, thuật sĩ kia nói năm xưa cho con vì tham mê tiền tài tuy sát hai cha con họ, nhưng mà thường ngày cha con luôn nói với con, chúng ta lập nên Bạch Liên giáo chính là vì muốn giải phóng cho những bá tánh bị triều đình và cường đạo áp bức mà. Sao cha con lại nhẫn tâm giết hại một người có sức trói gà không chặt cho được? Đây đều là chuyện quá khứ. Hơn nữa, lời nói của thuật sĩ đó là thật hay giả, chúng ta cũng không biết. Biết đâu hắn bịa chuyện thì sao? Không thể tin được. Nhưng mà sư phụ, con... Đúng rồi Lâm Nhi, bất kể cha con thật sự đã làm chuyện này hay không, chuyện đó cũng đã trôi qua rồi. Hơn nữa ta tin là cho dù trước đây giáo chủ đã làm như vậy, chắc chắn là có nỗi khổ riêng. Con phải nhớ, muốn làm nên đại nghiệp cần phải có sự hy sinh. Dù phải đánh mất tính hiền lương của con cũng phải đưa ra lựa chọn, con biết chưa? Đệ tử biết rồi. À phải rồi sư phụ, lần này sự việc này lỡ mất không ít thời gian rồi. Con vẫn muốn đến Hàng Âm Sơn cho sớm để tìm kiếm Sơn Thạch Chi Nhãn. Ừ. Bây giờ danh tiếng của Bạch Liên giáo ngày càng vang dội, kẻ thù quả thật không ít. Con đến Hàng Âm Sơn một mình ta không yên tâm, hay để ta cùng đi với con? Nếu như sư phụ có thể đi cùng với con vậy thì hay quá. Như vậy lần này nhất định con sẽ không sai sót. Đi thôi sư phụ. Ừ. Nhi thần tham kiến bệ hạ. Ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Tế tư, gần đây trẫm đêm nào cũng gặp ác mộng, vì vậy đặc biệt triệu tế tư tới đây để xem tế tư có cách gì giúp trẫm phân ưu giải nạn hay không. Hồi bệ hạ, Nhi thần đã nghe thoát thoát thừa tướng kể về chuyện bất an của bệ hạ. Nhi thần cũng đang lưu ý, theo như trong truyền thuyết sẽ bổ mạng của những kẻ phiến loạn kia. Nhi thần đã nhiều đêm quan sát tình tượng, phát hiện sao thành lồng ở hướng tây nam đặc biệt sáng chói. Vì vậy, thần nghi ngờ đây chính là kẻ phiến loạn. Ủa? Sao thanh long mà? Vậy tế tư có biết vị trí chính xác của người này hay không? Trẫm có thể phái binh bắt giữ hắn. Hồi bệ hạ, Di thần không thể tính ra vị trí chính xác của hắn, nhưng Di thần có thể dùng phép vẽ ra chân dung của hắn. Hoàng thượng chỉ cần chiếu theo chân dung truy nã người này là được. À, vậy còn chờ cái gì nữa? Người đâu? Lấy giấy để tế tư làm phép cho ta. Bệ hạ, chính là người này. Cái người này chính là Thanh Long hay sao? Không sai, chính là hắn. Được, vậy chuyện này sẽ giao cho Cáp Ma Thái Quý chiếu theo chân dung này đem dán khắp nơi, truy nã bắt giữ người này. Dạ. Thế tư, có. Trẫm đã lệnh cho Thượng Thiện Giám chuẩn bị rất nhiều món đặc sản khắp nơi. Trẫm phải đãi Thế tư cho thật tốt mới được. Tạ bệ hạ. Sư phụ. Sư phụ, sao bây giờ người mới trở về? Chút nữa ta đã bị tên Lưu Bá Ôn kia đuổi kịp rồi. Ta thấy trời đã sáng, chỉ còn cách tạm lánh mặt một chút, cho nên bây giờ ta mới tới tìm con. À đúng rồi, thiên thư đâu? Hả? Không phải sư phụ đã lấy thiên thư đi sao? Ta đã lấy rồi sao? Lưu Bá Ôn đuổi theo ta, làm sao ta có thể lấy được? Chết rồi,
Vậy thiên thư đã bị ai lấy đi rồi? Thủ lượng à, không phải ta kêu con đi lấy cấp thiên thư sao? Chuyện này thật ra là sao vậy? Sư phụ, con nói đi. Sau khi con vào phòng của Lưu Bá Ôn, trong lúc con định lấy cấp thiên thư, bỗng nhiên có người đánh con ngất xỉu. Sáng hôm nay là Lưu Bá Ôn đã kêu con tỉnh lại. Sau đó Lưu Bá Ôn nói thế nào? Lưu Bá Ôn nói thiên thư thật sự đã bị mất cấp. Hơn nữa, hắn còn nghi ngờ người bên cạnh làm điều này. Sư phụ, con bắt đầu lo lắng hắn sẽ nghi ngờ chúng ta. Trời ơi, con lo lắng cái gì chứ? Con có gì phải sợ đâu. Con là chân mệnh thiên tử, cho dù bị con lấy về đâu, đó cũng là chuyện nên làm mà. Huống hồ, thật ra chúng ta không hề lấy được quyển thiên thư đó. Sư phụ, vậy người nói đi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ chúng ta chỉ còn cách lấy bất biến, ứng vạn biến. Nếu như quyển thiên thư này không đến tay chúng ta, vậy chỉ còn cách tiến hành kế hoạch thứ hai của chúng ta thôi. Bá Ôn, Hoa Dung, sao huynh lại ở đây vậy? Huynh đến đây để đợi muội. Đợi muội hả? Có phải huynh đến lâu lắm rồi không? Được một lát rồi. À, huynh ngồi đi, để muội rót trà cho huynh. Tại sao không thấy Bạch Viên vậy? À, huynh sai hắn ra ngoài làm việc rồi. À, vậy huynh tìm muội có chuyện gì không? À, huynh chắc là huynh định hỏi muội tối qua đi đâu phải không? Muội đồng ý nói cho huynh biết không? Tối qua muội thấy ánh trăng khá đẹp nên đã ra ngoài dạo một lát. Gió đêm dịu nhẹ, ánh trăng thanh khiết, thực sự khiến người ta sảng khoái tinh thần. Cho nên muội kìm lòng không đậu, ngồi thiền ở ngoài thành cho đến trời sáng. Chuyện thiên thư bị đánh cắp hay là trước tiên đừng để Hoa Dung biết. Bá Ôn, sao huynh không nói chuyện vậy? Có phải huynh có tâm sự gì hay không? À, không có, không có. À, huynh muốn nói là, à phải rồi, huynh đã gặp Chu Trùng Bác. Thật không? Hắn không phải bị yêu quái giết rồi sao? À, hắn đại nạn không chết, được người ta cứu sống. Hắn đúng là may mắn thật. Trái lại huynh cảm thấy không những là may mắn, mà là số trời đã định. Hắn không phải mất mạng. Ý huynh là gì vậy? Ngũ hổ tề xuất thi tử hiện. Lúc đó huynh đã gặp một trong số ngũ hổ tướng đó từng xuất hiện giữa Chu Trùng Bác và Trần Hữu Lượng. Vì vậy huynh nghi ngờ. Huynh nghi ngờ Chu Trùng Bác có khả năng là chân mệnh thiên tử sao? Không sai. Không được, ta quyết không để Lưu Bá Ôn giúp đỡ Chu Trùng Bác. Ta quyết không để tên đầu ghẻ đó ngồi lên vị trí thiên tử. Sao có thể như vậy được? Tên Chu Trùng Bác đó chỉ là một tên đầu ghẻ tướng mạo xấu xí. Kể đến tướng mạo, khí chất đều không sánh bằng Trần Công Tử. Hơn nữa, không phải huynh từng nhìn thấy trên người Trần Công Tử xuất hiện chân long hay sao? Còn nữa, mỗi một câu nói của hắn đều ứng nghiệm. Điều gì cũng chứng tỏ Trần Công Tử chính là chân mệnh thiên tử mà. Lời muội nói không sai chút nào. Chỉ là huynh vẫn cảm thấy nghi ngờ. À, hay là như vậy đi, để muội giúp huynh đi tìm Chu Trùng Bác điều tra thử xem hắn có đúng là chân mệnh thiên tử hay không. Không cần đâu. Về chuyện này huynh đã cử Bạch Viên đi rồi. Bạch Viên? Ừ. Bá Ôn, sao huynh lại có thể để cho Bạch Viên đi một mình? Huynh không sợ hắn ra ngoài gây họa sao? Bây giờ Bạch Viên chắc không dám làm càn đâu. Bá Ôn, xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản tính con người cũng không sửa đổi được, huống hồ là một tên súc sinh. Nếu như hắn ra ngoài gây ra chuyện xấu, tới lúc đó huynh muốn ngăn cản cũng không kịp. Vậy... như vậy đi, muội nghĩ hay để muội đi một chuyến. Một mặt muội có thể giúp huynh trông chừng Bạch Viên, còn mặt khác
muội tìm tung tích Chu Trùng Bác và cả Ngũ Hổ Tướng. Vậy thì làm phiền muội rồi. Sao huynh lại nói là làm phiền chứ? Cho đến bây giờ huynh vẫn chưa nhận ra tâm ý của muội sao? Bá Ôn, chỉ cần là chuyện của huynh, muội cũng sẽ làm hết sức mình. Muội đi đi, huynh phải về. Bá Ôn, đúng là rất mệt, rất đói. Vậy cô gái như cô nâng đây, tại sao một chút cực khổ cũng không chịu được vậy? Ai nói là ta không chịu cực khổ? Đúng là ta đang đói bụng. Hơn nữa, ngươi không mệt không đói sao? Nhưng mà ta không mềm yếu yêu kiều như cô nương. Nếu cô nương không thể chịu khổ thì đừng đi theo, đúng không? Nếu mọi người đều không quản đường xa đi tới đây ngươi... thì... Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ta nghĩ phía trước không xa sẽ có thị tập, chúng ta tới đó tìm chỗ nào đó dừng chân hả? Đều là hảo bằng hữu mà. Đừng cãi nhau nữa. Vẫn là đầu ghẻ tốt nhất, hiểu được ý người khác nhất. Đầu ghẻ, chúng ta đi. Hãy để tiểu tử kia đứng đây phơi nắng cho đã đi. Ê, nè nè nè, đừng đi nhanh vậy mà. Nè trời ơi, con gái đúng là con gái, phiền chết đi được. Chu Trùng Bác, cuối cùng ta đã tìm được ngươi. Ta không tin các ngươi còn có thể thoát khỏi tay ta. Lưu Đại Ca. Chú Công, chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong hết, chúng ta có thể đi. Nè Lưu Huynh, tại sao không thấy qua cô nương vậy? Còn nữa, thư đồng của Huynh đâu? À, họ có việc, đi trước rồi. Chú Công, chúng ta đi thôi. Được. Hy vọng lần này có thể thuận lợi tìm được Ngũ Hổ Tướng, cùng nhau phò chú Công. Được. Đi. Mời. Mời. Hữu Lượng. Sư phụ. Hữu Lượng. Trời ơi, Hữu Lượng, Hữu Lượng, cuối cùng sư phụ đã tìm được con rồi. Sư phụ đã đi đâu? Lần trước sau khi sư phụ thất lạc với con, lúc nào cũng đang tìm con. Nhưng mà không ngờ, ta có thể gặp được con ở đây, hả? Sư phụ, con vui mừng lắm. Con cứ tưởng là sau này không thể gặp lại người đâu. Trời ơi, đồ nhi ngoan của ta. Con nhìn đi, sư phụ, không phải sư phụ đang rất tốt sao? Sư phụ à, vị này là Lưu Huynh Lưu Bá Ôn. Trước đây trong lúc con ở Hoàng Giác Tự, sư phụ đã gặp huynh ấy rồi, không biết sư phụ còn nhớ không? Nhớ chứ, tôi còn nhớ mà. Sư phụ, từ đây tới đó nhờ có Lưu Huynh giúp đỡ, nếu như không e rằng con không thể gặp lại sư phụ rồi. Đa tạ Lưu Huynh trước giờ đã chiếu cố tiểu đồ. Từ trước tới nay nếu như tiểu đồ có điểm nào mau muội, mong Lưu Huynh hãy bỏ qua cho. Không dám, không dám. Phải rồi, sư phụ, Lưu Huynh tính dẫn con đi tìm Ngũ Hổ Tướng, hay là sư phụ đi cùng con đi? Ngũ Hổ Tướng hả? Vậy... Lưu Huynh, từ nhỏ sư phụ đã dạy võ công cho đệ, xem đệ như con, chi bằng ba chúng ta cùng đi, có được không? Nếu chủ công đã quyết định, vậy thì thuộc hạ không có ý kiến. Nè, Hữu Lượng, chủ công thuộc hạ... Lời nói của Lưu công tử là chuyện này là sao vậy? Sư phụ, chuyện này kể ra rất dài dòng, cho phép con kể sau với sư phụ. Sư phụ xin mời. Được. Lạ thật, ta thấy ánh mắt của Hư Quyền không ổn lắm. Con người không được chánh phái lắm, sao có thể là sư phụ của chủ công được? Đại nhân minh giám, bọn chúng chắc chắn có người giúp sức cho nên mới có thể thoát thân. Là ai vậy? Binh mã của mặt tướng đuổi đến khu rừng ác ma, gặp phải tập kích của bọn người lạ cho nên mới thất bại. Dựa theo suy đoán của mạc tướng, chắc chắn do người của Hội Nghĩa Đức làm ra.
Hả? Người chắc chắn chứ? Bạc tướng chắc mà. Tương truyền khu rừng ác ma đó chính là nơi ẩn náu của hội Nghĩa Đức. Nhớ lúc trước khi lão phu tới Hoàng Giác Tự, thiếu chút nữa đã bị chúng lấy đi tính mạng. Thật không ngờ chúng dám cản trở ta truy bắt Trần Hữu Lượng. Hồ Xích có dẫn theo trọng binh mau đến đó dây bắt hội Nghĩa Đức, cho dù có phải sới tung đất cả một vùng cũng phải bắt cho được bọn chúng. Tuấn lĩnh, mặt tướng sẽ đi làm ngay. Cha, cha, có phải cha muốn đi truy bắt Trần Hữu Lượng? Sao hả? Chẳng lẽ con còn muốn nó giúp tên tiểu tử đó? Không phải. Không phải hả? Không phải. Vậy thì con đi tìm cha có việc gì chứ? Cha, nữ nhi bướng bỉnh kéo theo Trùng Bác cùng ra ngoài chơi. Trùng Bác vì muốn bảo vệ con, tới nay sống chết chưa rõ. Con đang nghĩ Quỳnh ấy phải chăng đang ở chỗ Trần Hữu Lượng? À, người con muốn nói lẽ nào là tên đầu ghẻ đó? Phải đó. Lần trước sau khi Quỳnh ấy bị yêu quái truy sát, đến nay vẫn không rõ tung tích. Cho nên con đang nghĩ phải chăng là Trần Hữu Lượng đã tìm được Quỳnh ấy. Nếu như hai người họ đang đi cùng nhau, có khi nào đầu ghẻ sẽ bị liên lụy không? Con yên tâm, cha hiểu rõ tâm tư của con. Người cha muốn bắt là tên Trần Hữu Lượng. Nếu như hắn và Chu Trùng Bác đang đi cùng với nhau, con yên tâm, cha nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho nó. Còn nữa, cha nhất định sẽ đưa nó về đây tặng cho con. Hả? Thật sao? Đa tạ cha. Ai biểu con là con gái của ta chứ. Đầu ghẻ, Quỳnh nhất định phải bình an vô sự trở về đây gặp muội. Phan Vĩnh, bụng của Quỳnh kêu rất lớn đó. Đồ ghẻ, là bụng của Quỳnh kêu mới phải á. Ta đâu có. Ta không phải là hai người các Quỳnh, là bụng của tôi đang kêu đó. Cũng phải thôi. Chúng ta suốt đường đi tới đây chỉ uống mỗi chút nước, căn bản là chưa bỏ thứ gì vô bụng hết. Cái nơi hoang vu hẻo lánh này đừng nói là tìm thức ăn, tôi thấy cho dù có muốn tìm một nơi để ngủ cũng không có luôn. Không được, chúng ta ít ra phải nghĩ được cách lót đầy bao tử đã. Nhưng mà ở nơi hoang vu hẻo lánh này làm sao có thứ gì để ăn chứ? Có rồi. Gì mà có rồi? Mùi Dân. Hả? Mùi hãy mau đi nhóm lửa. Ta mới nghe thấy tiếng chim kêu. Ta và Phan Vĩnh sẽ đi tìm tổ chim. Đêm hôm nay chúng ta sẽ ăn trứng chim nướng ha. Tốt quá rồi. Vậy hai huynh hãy mau đi đi. Được. Vậy mùi nhớ cẩn thận nha. Phan Vĩnh đi thôi. Đi. Chính là mũi tên của tiểu tử thúi đó. Xem ra hắn đang ở gần đây. Đi. Nè, cẩn thận nha. Ê, ta biết rồi Phan Vĩnh. Quỳnh cơ dưới đó đợi đi. Tiểu tử thúi, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Xem ta sẽ giết ngươi như thế nào. Nè, có chứ. Quỳnh không sao chứ? Ta không sao. Người này là ai vậy? Hả? Đa tạ cứu giúp. Phải đó, đa tạ huynh đài cứu giúp. Giờ nãy nó không nhờ huynh đài ra tay kịp thời, hai chúng tôi đây có thể phải mất mạng rồi. Không cần khách sáo, Trùng Bác huynh đệ. Hả? Sao huynh lại biết tên của ta? Huynh là... Tôi là thư đồng của Lưu Bá Ôn. Tôi tên Viên Bạch.
Đà chủ nhân đã bảo tôi đến tìm cậu đó. Lưu Bá Ôn hả? Quá ra là Lưu tiên sinh. Ông ấy bây giờ đang ở đâu? Chủ nhân đang đi cùng Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng? Trần Hữu Lượng có khỏe không? Vẫn khỏe. Chủ nhân sẽ bảo vệ tốt cho cậu ta. Ê, chủ nhân kêu tôi đến là muốn tôi bảo vệ tốt cho cậu khỏi những kẻ xấu đó. Thật sự phải cảm ơn Lưu tiên sinh. Lần sau nếu ta gặp được Lưu tiên sinh, nhất định phải nói tiếng đa tạ với ông ấy. Ê, đúng rồi. Hai người có biết vừa nãy kẻ hạ thủ với hai người có lai lịch gì không? Ả yêu nữ đó chính là tế tư gì đó của triều đình. Chuyên ra tay với trai tráng, lấy dương bổ âm để luyện yêu pháp. Tôi và đồ ghẻ từng có hiềm khích giả ta, cho nên Ả mới theo chúng tôi tới chỗ này. Thì ra là như vậy. Vừa nãy tôi vốn định đoạt tính mạng của Ả ta, nhưng đã có người âm thầm cứu Ả đi mất. Xem ra chúng ta sau này nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Phải, đúng là phải cẩn thận. Có điều chúng ta đừng nên nhắc tới mấy chuyện không vui. Đúng rồi huynh đệ, trứng của huynh đã nát hay chưa? Nè, vẫn còn tốt. Vì huynh đệ, hôm nay cảm tạ huynh đệ cứu chúng tôi, tôi sẽ mời huynh ăn trứng chim nướng. Đi thôi. Được. Đi thôi. Đi thôi. Thác Nhã, bây giờ cô đang ở đâu? Ta rất muốn gặp lại cô. Hữu Lượng, uống trà đi. Đa tạ cô nương. Không cần khách sáo. Thấy huynh lặng lẽ một mình đang ở đây nhìn ngắm trời sao, huynh đang có tâm sự gì hả? Không có. Ta nào có tâm sự gì đâu. Nếu như huynh cảm thấy ở nơi này quá nhàm chán, hay chúng ta cùng nhau ra ngoài tản bộ. Đa tạ hảo ý của cô. Ta chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Nếu là như vậy, tôi sẽ không làm phiền huynh nữa. Hữu Lượng. Sư phụ, đã tối vậy rồi, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Đã khuya rồi, sao con vẫn chưa vào nghỉ ngơi vậy? Sư phụ, đồ nhi là gì? Hữu Lượng, nhi sư có thể thấy được, điều qua cô nương này thật sự có tình ý với con. Đồ nhi biết mà, chỉ là đồ nhi đã có người trong mộng rồi. Hả? Về chuyện này trước giờ ta chưa bao giờ nghe con nhắc qua. Hãy nói cho ta biết, đối phương của con thật sự là ai? Chuyện này... Hữu Lượng à, di sư đây không phải có ý muốn dạy hư con, nhưng con cần phải biết là vận mệnh sau này của con ra sao. Bởi vậy mới nói, con tuyệt đối không thể tìm một cô nương hoàn toàn không xứng với con. Theo ta thấy, điều qua cô nương này cũng rất tốt. Điều quan trọng nhất là cô ấy là thủ lĩnh của Hội Nghĩa Đức. Nếu con và cô ấy có thể hợp tác bên nhau, vậy người của cả Hội Nghĩa Đức này đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của con. Nếu được như vậy, coi ra con đã có trong tay một phần vốn liếng để đối kháng với triều đình rồi. Nhưng mà sư phụ, đồ nhi cảm thấy... Sao hả? Con thấy sư phụ nói sai hay sao? Không, đồ nhi hiểu rõ. Sư phụ vì nghĩ cho đồ nhi cho nên... Vậy lời của sư phụ con hãy từ từ suy nghĩ cho kỹ đi. Dạ. Di thần khấu kiến hoàng thượng. Chúng mấy khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Nghe nói các khanh đã tìm được kẻ mà chúng ta đang truy bắt. Hơn nữa, vì muốn bắt được cái tên đó đã tiêu diệt Hội Nghĩa Đức. Bẩm hoàng thượng, đúng là có chuyện này. Có điều tên Trần Hữu Lượng đó đã thoát thân rồi, hiện nay vẫn chưa rõ tung tích. Nói sao? Thoát rồi à? Xin hoàng thượng thứ tội, thần nhất định sẽ dốc toàn lực truy bắt kẻ này. Nếu nói như vậy, dám hỏi cấp mà. Người ngài vừa nói đến hắn tên là gì? Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng? Phải đó. Không đúng. Nhưng mà chúng ta cần bắt, hắn phải mang họ Chu mới đúng. À, nếu nói vậy là chúng ta đã bắt nhầm người sao?
Chuyện này cũng lạ thật. Thần vẫn tưởng sao bản mệnh người cần bắt phải là Thanh Long Tinh chứ. Bệ hạ, nếu như tên đó chính là Thanh Long Tinh, sau này ắt sẽ sinh lòng phản loạn. Nếu như giết được hắn thì càng tốt. Xem ra tên họ Chu kia chắc chắn đã có cao nhân nào đó che chở, ẩn đi ánh hào quang. Rất có thể. Vậy khách có cao kiến gì? Bệ hạ, Di thần tạm thời cũng không đoán ra được hắn đang ở đâu. Phải rồi bệ hạ, người triệu Di thần vào cung chỉ thấy một giấc chiêm bao rất kỳ lạ. Đúng vậy. Đêm qua trẫm lại mơ thấy cái tên Nhật Nguyệt đồng tử kia đến đây để giành ngai vị của trẫm. Nhật Nguyệt đồng tử? Năm xưa trẫm vẫn luôn hay mơ thấy cái tên Nhật Nguyệt đồng tử mặc y phục màu đỏ đến đây để giành ngai vị của trẫm. Hơn nữa, thời còn gián đá tuyên đoán ép trẫm không còn cách nào khác buộc phải đại khai sát giới, giết sạch người mang hội Chu khắp thiên hạ mới có thể khiến trẫm ngày đêm yên lòng. Lẽ nào ký số triều ta sắp tận rồi hay sao? Hoàng thượng, người đời nói nếu ngày suy tư đêm ắt nằm mộng, không hẳn là điểm xấu đâu. Nhưng mà trẫm lại không cho là như vậy. Nhật Nguyệt đồng tử lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của trẫm, cho thấy cái tên họ Chu đó còn sống trên thế gian này, vẫn chưa bị giết chết. Cho nên trẫm triệu Hai Khanh đến là muốn hỏi xem có kế sách gì hay không để bắt được tên họ Chu đó và cả Trần Hữu Lượng. Tế tử, xem chuyện này. Hồi bệ hạ, bất kể người cần bắt là Trần Hữu Lượng hay là tên họ Chu đó, Di thần hiện đã nghĩ ra được một cách này. Ủa, là cách gì? Bệ hạ, trọng đã, thứ này chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể gõ gian được. Nếu kẻ nào đó có thể gõ gian được trong đá, vì kẻ đó chắc chắn chính là yêu nhân. Bệ hạ có thể ra chiếu chỉ đặt trong đá ở các cổng thành, buộc những ai muốn vào thành đều phải đến gõ trong đá. Một khi có kẻ gõ gian được, vậy thì lập tức bắt người đó lại ngay. Hay lắm. Về việc này trẫm sẽ giao cho thái úy cấp ma tiến hành, nhất định phải bắt bằng được tên họ Chu và cả Trần Hữu Lượng. Thần tuân chỉ. Được rồi, qua đi, người kế tiếp. Rồi, qua luôn, qua luôn. Nếu không phải vì hắn, ta đã sớm luyện thành âm dương đại pháp. Nếu không phải vì hắn, đạo hạnh của ta cũng sẽ không tổn thất. Nếu ta bắt được hắn, không chỉ phải giết chết hắn, ta bắt hắn phân thay thành ngàn mảnh mới có thể hạ được cơn giận của ta. Ê, thứ này là gì vậy? Đây chính là thiên thư của Lưu Bá U. Có kẻ định lấy trộm, cho nên ta lấy lại để trả cho hắn. Cô còn muốn trả cho Lưu Bá U? Sao cô lại ngốc tới như vậy? Không phải cô vừa mới nói cô đã tổn thất biết bao đạo hạnh hay sao? Hiện nay đã có quyển thiên thư này, đúng lúc cô có thể dùng nó để luyện công. Tại sao nhất định phải trả lại cho Lưu Bá Ôn chứ? Lỡ bị hắn phát hiện thì biết làm sao? Chẳng phải cô vừa mới nói quyển thiên thư này không phải cô lấy trộm sao? Hơn nữa ngay khi người khác đến lấy trộm nó lại bị cô phát hiện ra. Điều đó chứng tỏ không phải do cô lấy trộm. Nếu như Lưu Bá Ôn phát hiện được, cô chỉ việc nói với hắn là do cô lượm được. Hắn chắc chắn sẽ cảm kích cô đó. Cô còn do dự gì nữa? Không phải cô nói muốn giết Chu Trùng Bát hay sao? Nếu cô đem phép thuật trong quyển thiên thư này luyện thành, cô sợ đối phó không nổi chúng sao? Cô nói rất có lý. Lời tôi nói đương nhiên là có lý rồi. À phải, sau khi thiên thư luyện thành cô đừng có quên tôi. Tôi cũng không tham gì, chỉ mong học được vài chiêu là đủ. Cô yên tâm, một khi luyện được phép thuật trong thiên thư này, ta sẽ dạy lại cho cô. Vậy kỳ kỳ cách xin đa tạ cô trước. Đúng rồi, tôi cứ cảm thấy tiểu tử đầu ghẻ đó có chút kỳ lạ. Sao lại nói vậy? Lần trước lúc tôi muốn hút tinh khí của hắn, hắn kêu toàn thân hắn rất dơ bẩn lại còn đầu ghẻ nữa. Nếu như tôi hút phải tinh khí của hắn, nhất định sẽ bị mùi hôi ngạt chết. Lúc đó tôi vẫn không tin. Không ngờ rằng
sau khi tôi hút vào, thật sự đã bị mùi hôi của hắn gây nghẹn tới nói không ra lời. Có chuyện này sao? Thật đó. Hơn nữa, tôi cảm thấy hắn không giống những người bình thường. Hắn rõ ràng biết rõ tôi có phép thuật, không những không sợ, hơn nữa thái độ ung dung, nói đâu thì trúng đó. Tôi nghi ngờ hắn chính là... Cô nghi ngờ hắn là gì chứ? Chân mệnh thiên tử. Lưu Bá Ôn cũng từng nghi ngờ hắn rất có thể là chân mệnh thiên tử, cho nên ta ra ngoài để tra rõ thực hư. Hơn nữa, ta từng truy sát rất nhiều lần, không ngờ hắn đại nạn không chết, thoát được tai kiếp. Chẳng lẽ hắn thật sự là chân mệnh thiên tử? Đau ghẻ, huynh nhớ nắm chặt muội, muội không biết bơi. Muội Dân, muội cứ yên tâm, ta sẽ nắm chặt tay muội mà. Đau ghẻ, giữa dòng nước chảy xiết lại không có ai cứu chúng ta, chúng ta có khi nào chết ở đây hay không vậy? Được không? Ta tin chắc lát nữa sẽ có người tới cứu chúng ta mà. Huynh gạt muội. Phan Vĩnh và Diên Bạch lại không biết chúng ta đang ở đây, họ làm sao đến cứu chứ? Mùi Dân, mùi xem. Trung Bác. Mộ Dân. Mộ Dân. Trung Bác. Trung Bác. Mộ Dân. Nè, phía bên huynh sao rồi? Vẫn chưa tìm thấy nữa. Còn huynh sao rồi? Tôi cũng chưa tìm thấy họ. Lạ thật. Dựa theo hướng chảy dòng nước, hai người họ có lẽ sẽ bị cuốn đến đây. Nhưng mà hai chúng ta dọc theo bờ sông suốt cả nửa ngày, tại sao vẫn không tìm thấy họ chứ? Tôi tiêu rồi, có khi nào hai người họ chết chìm không? Nên nó bị cá lớn ăn thịt mất rồi. Không được nói bậy. Tôi tin là Chu Trùng Bác đó phúc lớn mạng lớn. Hơn nữa, chủ nhân tôi từng nói qua, Chu Trùng Bác đó có thể là... Có thể là gì? Dù sao, cậu ta không phải là tướng đoản mệnh, sẽ không thể nào mất sớm được. Hai chúng ta thử đến phía trước tìm thử xem. Hả? À, được. Trung Bác. Chắc có lẽ sắp đến được Hạc Ngâm Sơn rồi. Tiểu huynh đệ, làm phiền cậu. Ông đang hỏi ta hả? Không sai. Dám hỏi tiểu huynh đệ đây, phải chăng là đại danh lẫy lừng Hàn Lâm Nhi đúng không? Ông thật ra là ai? Xem bộ dạng không phải nhân sĩ Trung Nguyên chúng ta. Hàng công tử quả nhiên rất biết nhìn người. Tại hạ là sư phụ của Tần Đông. Tần Đông mà. Xem ra cũng không trách được cậu, đột nhiên đã không nói tên tuổi ra. Cứ để tại hạ sẽ nói với cậu vậy. Thì ra hắn là Tần Đông. Không sai. Thật ra là lịch của ông thế nào? Tại hạ là đại tế tư triều đình Tác Mãn. Nếu như cậu đã giết chết đồ đệ của ta, vì ta sẽ phải thay nó đến để lấy mạng của cậu. Hãy! Hãy! Hãy!
Không ngờ rằng đường đường là thánh đồng Bạch Điền giáo chỉ có chút bản lĩnh này. Để xem người giết ta thế nào. Ê. Ê nè. Ruja, đa tạ ngươi đã cứu chúng tôi. Đa tạ. Thật sự rất biết ơn ngươi. Được rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Ê, đầu ghẻ. Không ngờ rằng sự thật đã bị huynh nói trúng. Chúng ta thật sự được Ruja đã cứu sống. Phải đó, ta đã nói với muội rồi. Ta từng nghe qua câu chuyện giống vậy mà muội không chịu tin. Ê, huynh bị sao vậy? Có thể lúc nãy thời gian ngâm mình ở trong nước lâu quá, giờ lại thêm cơn gió thổi qua, đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh đó. Huynh có nhìn thấy khu rừng phía trước không? Chúng ta nhặt ít củi khô, mau không khô y phục, nếu không thì sẽ bị nhiễm phong hàn đó. Được, đi. Khởi bẩm hữu hộ pháp, thủ lĩnh họ Ngụy Đức Dương Ni Qua dẫn theo chúng thuộc hạ đến đây xin đầu quân Bạch Liên giáo. Hả? Hiện giờ họ đang ở đâu? Đang bên ngoài chờ người triệu kiến. Cứ mời họ vào đây. Rõ. Tham kiến hữu hộ pháp. Miễn lễ. Huynh là Lưu Phúc Thông. Huynh là Hư Quyền. Không ngờ bao nhiêu năm không gặp, công lực của đạo trưởng còn hơn năm xưa rất nhiều. Thật sự không thể ngờ, hữu hộ pháp của Bạch Liên giáo lại chính là Lưu huynh đây. Hả? Hữu Lượng, nè, mau tới bái kiến người quen cũ của ta đi. Tham kiến hữu hộ pháp. Đạo trưởng, vị này là... Người này chính là đồ nhi của ta, Trần Hữu Lượng. Thì ra là cao đồ của huynh. Quả nhiên là một đấng nhân tài. Còn hai vị này... Hội Nghĩa Đức Dương Điều Hoa. Nghe danh đã lâu, chỉ là không ngờ lại là một cô nương xinh đẹp như vậy. Hữu hộ pháp quá khen rồi. Tại hạ Lưu Bá Ôn. Lưu huynh văn võ song toàn, tính tình cương trực, vừa là bằng hữu của ta, là vừa như một người thầy. Tốt, đúng là quá tốt rồi. Bạch Liên giáo ta có thể có được các vị gia nhập, nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Người đâu? Có. Đưa các huynh đệ của Hội Nghĩa Đức sắp xếp nghỉ lại, sau đó chuẩn bị thiết yến. Đêm hôm nay ta phải ăn mừng một phen. Hữu hộ pháp, giáo chủ người... Sao hả? Ta không thể quyết định được sao? Thuộc hạ sẽ đi làm ngay.
Tốt quá rồi, y phục cũng đã khô. Phải rồi đó, y phục ẩm ướt, mặc vào thật khó chịu. Chúng ta bị dòng nước cuốn trôi tới chỗ này. Ta nghĩ Văn Vĩnh và Diên Huynh nhất định đang đi khắp nơi tìm chúng ta. Đúng vậy, chúng ta được rùa già cứu mạng chở đến nơi này. Họ chắc không thể biết được, bây giờ phải làm sao? Chúng ta từ trên thượng nguồn bị dòng nước cuốn tới đây. Vậy đi, chúng ta cứ dọc theo con sông này tiếp tục tiến về trước, chắc chắn có thể tìm được họ. Vậy chúng ta đi thôi. Đi. Ê, đầu ghẻ, huynh nhìn xem ở đây có một người. Hả? Vậy mau cứu người đi. Ê, ê. Hả? Là Thánh Đồng Bạch Liên Giáo Hàng Lâm Nhi. Sao hả? Huynh quen biết người này hả? Huynh ấy từng cứu mạng ta mấy lần. Mà cứu huynh ấy. Quá tốt rồi, Hàng Lâm Nhi, huynh tỉnh rồi hả? Là ta, Hàng Lâm Nhi, huynh tỉnh rồi hả? Nhìn xem ta là ai? Huynh là đầu ghẻ mà. Tại sao ta lại ở đây? Này, huynh bị ngất ở bên bờ sông, là ta và mộ dân đã cứu huynh lên đó. Ta bị ngất bên bờ sông hả? Ta nhớ ra rồi, chính là hắn ta. Quỳnh nói gì chứ, cái gì mà hắn? Trên đường ta đi tới Hàng Âm Sơn, đã gặp được một kẻ tự xưng là tế tư của triều đình. Hả? Pháp thuật của hắn hết sức cao cường, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Sau đó hắn còn siết chặt cổ của ta. Tiếp sau đó ta đã ngất đi không biết gì hết. Chẳng lẽ huynh cũng bị yêu nữ đó truy sát? Yêu nữ gì? Người ta nói là đàn ông mà. Hắn hình như tên, hắn tên Tác Mãn. Đàn ông? Tác Mãn? Có khi nào cùng chung một bọn với yêu nữ đó không? Rất có khả năng. Hà Lâm Nhi, Hà Lâm Nhi, của sao rồi? Sao lại ói máu chứ? Ta đã trúng phải một chưởng của Tác Mãn. Ở đâu? Nghiêm trọng vậy sao? Mộ Dân, mộ có mang theo thuốc trị thương hay không? Mộ chỉ có đan dược thông thường, e là không giúp được. Chỉ cần là thuốc, bất kể có phải linh đan diệu dược hay không, ăn vào nhất định sẽ khỏi. Hàng Lâm Nhi, huynh mau nuốt vào đi, sau đó vết thương sẽ khỏi ngay. Nè. Hàng Lâm Nhi, thấy sao hả? Thần kỳ quá vậy, vết thương của ta dường như đã khỏi rồi. Quá tốt rồi, thực sự khỏi hẳn rồi hả? Nào. Thực sự lạnh rồi hả? Đã khỏi hẳn rồi. Quá tốt rồi. Ê, Hà Lâm Nhi, yêu nữ mà chúng tôi nói, ả ta cũng biết pháp thuật. Nếu ả yêu nữ đó thật sự cùng người đàn ông huynh nói chung một bọn thì huynh phải cẩn thận nha. Được, đa tạ huynh nhắc chở. Không ngờ rằng ta cũng được huynh cứu lại một lần. Này, không có gì, trước kia mỗi lần ta gặp nguy hiểm đều là huynh cứu ta. Lần này huynh gặp phải nguy hiểm, đổi lại ta cứu huynh, đây gọi là nhân quả tuần hoàn, để ta có cơ hội báo đáp huynh. À phải rồi, ta vẫn luôn gọi huynh là đầu ghẻ, vẫn chưa kịp hỏi tên họ của huynh là gì. Ta tên Chu Trùng Bác, người ấy là Mộ Dân, là bằng hữu tốt của ta. À, Trùng Bác, Mộ Dân cô nương, đã tạ ơn cứu mạng của hai người. Ê, ta nói với huynh rồi, đừng khách sáo vậy mà. Trước đây huynh từng cứu ta hai lần, lần này xem như ta cứu lại huynh một lần. Ta vẫn còn nợ huynh một lần đó. Không ngờ rằng con người của huynh cũng thú vị thật đó. Ê, Hàng Lâm Nhi, huynh thấy ta rất thú vị sao? Vậy nếu như huynh cũng cảm thấy ta thú vị, hơn nữa chúng ta lại có duyên đến vậy, ta nghĩ ta muốn cùng huynh giao kết bằng hữu có được không?
Từ nay trở đi, Hàn Lâm Nhi ta và Chu Trùng Bác Quynh sẽ trở thành đôi bằng hữu. Thật sao? Ta lại có thêm một bằng hữu tốt rồi. Đa tạ Quynh. À phải rồi, không phải Quynh đang ở huyện Trung Ly hả? Tại sao lại tới nơi này? Ta vốn định tới Hào Châu để tìm người thân của ta. Ê, còn Quynh, lúc nãy Quynh nói là Quynh đến Hàn Âm Sơn. Quynh đến Hàn Âm Sơn để làm gì? Ta muốn tới Hàn Âm Sơn để tìm Sơn Thạch Chi Nhãn. Sơn Thạch Chi Nhãn? Đó là cái gì vậy hả? Cái chuyện này cũng không tiện giải thích với hai người đâu. Cái này là thứ mà sư phụ ta kêu ta tìm về. Tìm được thứ này sẽ có thể giúp cho Bạch Liên Giáo lật đổ Thuận Đế. Thật hả? Ừ. Chỉ cần lật đổ được Thuận Đế, ba tánh có thể được sống cuộc sống tốt, nhất định là chuyện tốt. Ta sẽ đi cùng Quynh. Đi thôi. Đầu ghẻ, chẳng phải Quynh nói muốn đến Hào Châu tìm người thân của Quynh sao? Sao có thể cùng Quynh ấy đi tìm Sơn Thạch Chi Nhãn chứ? Ê, Hàn Lâm Nhi, Quynh ấy hiện nay là bằng hữu của ta. Huống chi chuyện mà Quynh ấy đang làm đều là vì bá tánh thiên hạ. Thật ra ta vẫn luôn muốn giúp bá tánh góp phần sức lực, nhưng mà trước giờ chưa có cơ hội. Hơn nữa Hàn Lâm Nhi lúc nãy chẳng phải nói Quynh ấy gặp phải cái gì mà tế tư gì đó. Ta nghĩ chúng ta nếu như ở bên cạnh Quynh ấy sẽ có thể giúp Quynh ấy nghĩ ra chủ ý, có phải không? Nhưng ấy, đừng nhân nhĩ gì nữa. Vậy đi, chúng ta sẽ cùng Hàn Lâm Nhi đi tìm Sơn Thạch Chi Nhãn, sau đó chúng ta mới đến Hào Châu cũng chưa muộn mà. Được. Ê, Hàn Lâm Nhi, ta cũng muốn vì bá tánh ra một chút sức. Quynh hãy để ta và Mộ Dân cùng Quynh đi tìm Sơn Thạch Chi Nhãn được không? Được rồi, vậy chúng ta đi cùng nhau. Được. Đi nào. Đi. Tuy rằng ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn phải đa tạ Quynh đã cứu mọi người. Hey, Quynh đừng có nói câu đa tạ nữa mà. Lúc đó ta cũng rất sợ hãi, ta liền nhắm mắt hét to một tiếng. Ta đoán chắc đại xà tinh đó đã bị tiếng hét của ta làm sợ hãi, cho nên mới bỏ chúng ta lại chạy mất thôi. Theo muội nghĩ, chắc chắn lúc nãy đại xà tinh đó đã ngửi thấy mùi hôi trên người của Quynh, cho nên mới bỏ chạy. Ê, hey, Mộ Dân, muội còn dám nói ta hả? Lúc nãy muội chẳng phải cũng đã bị ngất đi sao? Muội, muội là nữ nhi mà, Quynh phải bảo vệ muội mới đúng chứ. Ta rất muốn bảo vệ muội, nhưng mà ta lại không biết võ công, làm sao bảo vệ muội? Ê, Quynh còn nói nữa. Sao muội không chịu nói lý lẽ vậy? Hay là để Hàn Lâm Nhi? Ê, Hàn Lâm Nhi. Ê, Hàn Lâm Nhi. Thạch Nhãn. Thạch Nhãn kìa. Ê, Hàn Lâm Nhi, Quynh sao vậy? Hàn Quynh, Quynh làm sao vậy? Lúc nãy thật là nguy hiểm. Hàn Lâm Nhi, Hàn Lâm Nhi. Quynh sao vậy? Hả? Ta. Hả? Ta. Ta vừa nãy dừng như đã nhìn thấy Thạch Nhãn, chính là ngay chỗ này, cho nên ta muốn đem Thạch Nhãn lấy xuống. Đây. Đa tạ Quynh, lại cứu ta thêm một lần. Hey, Hà Lâm Nhi, khoan nói những chuyện này nữa. Ta thấy nơi này có gì cổ quái, ta thấy vẫn là mau chóng tới chỗ khác tìm đi. Ừ. Đi. Đi thôi. Đi qua. Hữu Lượng, một mình cô ở đây, phải chăng là đang có tâm sự gì sao? Tôi... tôi chỉ là đang nghĩ, từ lúc sơn trại của hội nghị Đức bị quân Nguyên thiêu hủy hết, tôi dẫn theo số huynh đệ gia nhập Bạch Liên Giáo. Nhưng kể từ đó, muội muội tôi Mộ Dân đã không có tin tức gì nữa, cũng không biết còn sống hay đã chết. Tôi thực sự cảm thấy rất lo lắng. Được rồi, cô không nên lo lắng. Hiện nay Bạch Liên Giáo đã cho người đi khắp nơi tìm kiếm muội muội của cô. Ta tin là rất mau sẽ có tin tức. Nhưng mà lỡ như... Ê, không có lỡ như. Ta tin chắc một cô nương lương thiện giống cô, trời cao nhất định sẽ phù hộ cho cô. Cô yên tâm, muội muội cô sẽ bình an vô sự thôi. Huống hồ chi hiện nay Trần Hữu Lượng ta cũng đã gia nhập hội nghị Đức. Ta sẽ dốc hết sức mình giúp cô, luôn ở bên cạnh của cô. Hữu Lượng, hôm nay Quynh sao lại... Ta làm sao hả? Chủ công,
Chủ công, ta có việc quan trọng muốn cùng người thương lượng. Nếu hai người đang có việc cần thương lượng, vậy tôi xin phép đi trước. Lưu huynh, có việc gì hay sao? Chủ công, từ lúc gia nhập Bành Liên giáo đến nay, ta phát hiện chủ công và Lưu Bá Ôn ngày càng xa cách, nhưng lại thường cùng Lưu Phúc Thông đi chung với nhau. Không biết phải chăng đã có chuyện gì đó muốn giấu Lưu Bá Ôn này, không để Bá Ôn được biết? Sao có thể chứ? Sợ dĩ ta và Lưu Phúc Thông thường hay đi chung, chẳng qua chỉ là vì ông ấy là hữu hộ pháp của Bạch Liên giáo, lại là chỗ quen biết của sư phụ ta, cho nên mới hay thường xuyên lui tới. Là Lưu huynh đã nghĩ quá nhiều rồi. Được, cứ coi như là Bá Ôn suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà có chuyện này ta muốn được khuyên chủ công. Lưu huynh cứ nói. Chủ công à, ta hy vọng sau này người có thể dựa theo lương tri của mình, đừng vì đạt được mục đích mà lầm đường lỡ bước. Nếu không sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đó. Lưu huynh, những lời này của huynh có ý gì? Không lẽ huynh muốn nói Trần Hữu Lượng ta làm việc gì cũng bàn môn tà đạo sao? À, chủ công, ta không phải có ý đó. Ta chỉ là có ý tốt khuyên nhủ người thôi. Lưu huynh, bản thân ta làm việc gì ta đều hiểu rất rõ, không cần huynh có ý tốt nhắc nhở. Mệt thật đó. Tại sao tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Thạch Nhãn gì đó? Ê, Hàng Lâm Nhi, sư phụ huynh có từng nói với huynh manh mối đi tìm Thạch Nhãn không? Không có. Năm xưa sư phụ của ta cũng từng đến Hàng Lâm Sơn tìm qua, chỉ là sau cùng người không tìm ra được. Thạch nhãn này không hẳn là hòn đá có hình dáng như con mắt, có lẽ chính là con mắt của tảng đá. Tảng đá sao lại có con mắt được? Chẳng lẽ tảng đá còn có tim gan nữa sao? Điều đó khó nói được. Hoặc giả sơn thạch chi nhãn này được giấu trong tảng đá nào đó. Rất có khả năng này. Có điều nó đúng thật là như vậy, sơn thạch chi nhãn này sẽ trở nên khó tìm hơn. Không hẳn. Hàn Lâm Nhi, khoan nôn nóng đã. Có lẽ còn có chỗ đặc thù gì đó, chỉ cần chúng ta bình tâm lại, ta nghĩ nhất định sẽ có thể tìm được. Thạch nhãn. Hả? Sao? Ê, Hàn Lâm Nhi, Bộ Dân, hai người qua đây mau. Hả? Ê, hai người xem, tảng đá to này có phải có gì kỳ lạ không? Làm gì có chỗ nào kỳ lạ chứ. Ê, hai người xem nè. Đó, huynh xem. Trung bác, mấy viên đá mà huynh ném qua đó sao lại không thấy đâu hết? Phải đó, dường như bị nuốt vào vậy. Ê, chúng ta qua xem thử đi. Ê, Hàng Lâm Nhi, quên mau xem. Mấy viên đá Hàng Âm Sơn này đa phần đều là nguội lạnh, duy nhất tảng đá này là nóng thôi. Nói không chừng trong này đang có Thạch Sơn Chi Nhãn mà chúng ta muốn tìm.
Trung Bác, Mộ Dân, hai người hãy tránh ra, ta sẽ tìm cách phá vỡ tảng đá này. Được. Chói mắt thiệt, không còn nhìn thấy gì nữa. Là thập nhãn. Thập nhãn, cuối cùng ta có thể tìm được ngươi. Chúng ta tìm được thập nhãn rồi. Đừng bắt quên xem. Ê, quá tốt rồi, đúng là trời cao không phụ người có lòng. Hà Lâm Nhi, đúng là quá tốt rồi, cuối cùng huynh đã có thể giao phó với sư phụ. Trung Bác à, ừ? Tất cả đều là công lao của huynh hết. Nếu như không nhờ có huynh, không những ta không tìm thấy thập nhãn, chỉ e là bản thân ta đã chôn thân tại đây rồi. Huynh đừng khách sáo vậy mà, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới tìm ra cho huynh thôi. Hà Lâm Nhi, lần này ta không còn nợ ân tình của huynh rồi. Giờ đây huynh không những không nợ ân tình của ta, đối ngược lại, ta lại nợ huynh một ân tình rất lớn. Ai? Trung Bác à, chỉ bằng huynh hãy trở về cùng ta, trở về Bạch Liên Giáo. Dựa vào tài trí thông minh của huynh, nhất định sau này sẽ làm nên đại sự. Hà Lâm Nhi, đa tạ huynh. Có điều, ta còn phải tới Hào Châu đi tìm Tú Anh và Tiêu Thúc của ta nữa. Vậy đi, đợi sau khi ta tìm thấy họ, ta sẽ đến thăm huynh được không? Được, quyết định vậy đi. Được, quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Ừ. Tú Anh à, sao rồi? Họ có gây khó dễ cho con không? Có ức hiếp con không? Tiêu Thúc, Thúc yên tâm đi. Họ không có ức hiếp gì con, cũng không gây khó dễ gì. Họ chỉ là đưa con đến gặp mặt giáo chủ Bạch Liên Giáo Hàng Sơn Đồng, cũng chính là phụ thân của Hàng Công Tử. Hàng Sơn Đồng? Sao lại đưa con tới gặp Hàng Sơn Đồng? Con cũng không biết tại sao nữa. Con thấy vị giáo chủ đó dường như là đang có bệnh trong người. Ông ấy hỏi con làm sao quen biết với Hàng Công Tử, tại sao lại có được lệnh bài của Hàng Công Tử. Con đã đem mọi chuyện kể hết cho ông ấy nghe rồi. Vậy ông ấy có nói gì không? Ông ấy nói rất biết ơn chúng ta đã cứu Hàng Công Tử. Ông ấy muốn giữ chúng ta ở lại Bạch Liên Giáo, bởi vì muốn thay Hàng Công Tử cảm tạ chúng ta. Vậy làm sao được? Chúng ta còn phải tới Hào Châu nữa. Lỡ như bây giờ Trùng Bác đã tới Hào Châu thì phải làm sao? Con cũng đã nói như vậy với ông ấy. Ông ấy kêu chúng ta không cần phải lo lắng. Trong giáo có rất nhiều người giúp chúng ta đi tìm Trùng Bác ca. Kêu chúng ta cứ ở lại đây yên tâm mà đợi tin tức. Con thấy sức khỏe của ông ấy không được tốt, lại kiên quyết như vậy, cho nên con cũng không nói gì thêm. Hơn nữa, con nghĩ Bạch Liên Giáo lớn như vậy, chắc chắn sẽ có thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho Tiêu Thúc. Tú Anh à, nếu đã như vậy, chúng ta cứ ở đây một thời gian, xem thử tình hình ra sao rồi hãy tính. Dù gì cơ thể này của ta... Ê, Tiêu Thúc, sức khỏe Thúc vừa đỡ được một chút, mau nghỉ ngơi trước đi. Nè. Cẩn thận đó. Tú Anh à, suốt dọc đường đi, nếu không phải nhờ con, mạng này của ta e là... Tiêu Thúc, Thúc tuyệt đối đừng nên nói như vậy. Thúc phải nhanh chóng nghỉ dưỡng cho khỏe lại. Như vậy chúng ta mới có thể đến được Hào Châu để tìm Trùng Bác ca. Được rồi, được rồi. Thúc nghỉ ngơi đi. Nè. Mùi xem, đây là thứ gì nè? Đây là thứ gì vậy? Thứ này là ta phỏng theo cây sáo mà làm đó. Chẳng phải mùi muốn học thổi sáo sao?
Nếu không có sáo làm sao mà học chứ. Ta làm sáo này tặng muội nè. Tặng cho muội hả? Ừ. Là do đích thân huynh làm ra sao? Phải đó, hàng ngày muội đều mang nhãn đầu đến cho ta. Ta tặng cái sáo này cho muội có là gì chứ. Làm sao giống được, muội chỉ toàn đem thức ăn cho huynh thôi. Nhưng đây là món quà huynh làm tặng muội. Huynh đã tặng cho muội quà rồi, muội cũng không biết nên tặng gì cho huynh nữa. Tú Anh, hiện nay dân chúng lầm than, ta cũng chẳng có thứ gì để dành tặng muội. Ta nghĩ đem cây sáo này tặng cho muội, xem như món quà định tình của chúng ta, vậy có được không? Ai nói là muốn lấy huynh chứ? À, dù gì có ai đó ở chỗ này đã bị ta hôn rồi, còn ai dám lấy nữa chứ? Đáng ghét. Trùng Bá Ca, thật ra huynh đang ở đâu chứ? Lạ thật, tại sao suốt đường đi vẫn không tìm thấy tên tiểu tử đầu ghẻ đó? Yên tâm, ta đã ngửi thấy được bọn chúng ở cách đây không xa. Có người đến, chúng ta mau nấp vào. Được. Trung Bác, muội có thể thấy được Hàng Lâm Nhi thật lòng rất cảm kích huynh. Ta giúp huynh ấy đâu có phải muốn huynh ấy cảm kích ta. Có điều ta thật sự rất muốn kết giao với bằng hữu như huynh ấy. Chính là tên đầu ghẻ đó. Phải đó, đúng là đạp mòn đế giày tìm không thấy, có được không chút phí công sức. Bây giờ tôi sẽ ra đó để giết chết hắn. Tiểu tử kia, mau đập mạng đi. Trung Bác chạy đi. Bộ dân, ta không thể bỏ muội lại. Bộ dân, cẩn thận. Bộ dân, cẩn thận. Bộ dân. Trung Bác. Trung Bác. Yêu nữ nhà ngươi, đừng hòng ở đây hại người. Mộ Dân, còn không cút đi cho ta. Cẩn thận, ta lấy mạng ngươi đó. Đừng chạy. Đừng đuổi nữa, cứu người quan trọng. Trung Bác, Mộ Dân cuối cùng tìm thấy hai người rồi. Yên tâm đi, không có dễ chết đâu. Chúng tôi phúc lớn mạng lớn mà. Ê, Qua Dung cô nương, đa tạ cô lúc nãy ra tay cứu giúp. Không cần khách sáo. Sao cô lại ở đây chứ? Là Lưu Bá Ôn kêu ta đến đây giúp đỡ đó. Chủ nhân của tôi. Sao hả? Ngươi vẫn chưa tin lời ta sao? Cô nương, cô nhất định là do Lưu Bá Ôn phải đến để bảo vệ cho Trùng Bác huynh đệ của ta. Thật sự cảm tạ cô. Nếu như chỉ có mình tôi, chắc chắn không bảo vệ được đầu ghẻ. Ta cũng vì nhìn thấy yêu nữ đó muốn làm hại hai người nên mới đến giúp một tay. Không ngờ rằng không ngờ rằng với công lực của cô lại không giết được yêu nữ đó, còn để chạy thoát nữa. Người có ý gì? Được rồi, chúng ta hiện tại đông người như vậy, ta tin chắc yêu nữ đó không dám manh động tới làm hại chúng ta đâu. Trời đã tối rồi, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Đi. Lạ thật, lần trước yêu nữ đó bị ai đó cứu đi, rõ ràng còn có trợ thủ. Hôm nay sao lại chỉ có mỗi mình đến đây chứ? Sự xuất hiện của Qua Dung này đúng là quá trùng hợp rồi. Ta thấy xung quanh đây cũng chẳng có nhà nào, chúng ta đêm nay đành phải ngủ lại đây rồi. Hay mọi người ở lại thu dọn chỗ này, ta ra ngoài tìm thức ăn. Đa tạ cô, Qua Dung cô nương.
Ê, để tôi ra ngoài xem có gì ăn không nha. Ờ, được. Ê, chúng ta mau chóng thu dọn chỗ này đi. Hay là ta cũng ra ngoài tìm thức ăn nha. Vậy ta đi trước rồi. Ê, Phan Vĩnh, sao mọi người đều đi tìm thức ăn? Mộ Dân, hai chúng ta tiếp tục dọn vậy. Nè. Mùi Dân, mùi sao vậy? Thật xin lỗi, thì ra chỉ là sợi dây thừng, mùi còn tưởng là con rắn nữa. Thật xin lỗi, Hoa Dung cô nương. Ê, Hoa Dung cô nương, sao mới đó cô đã trở về nhanh vậy? Ta bởi vì không tìm thấy thứ gì ăn được, cho nên đã trở về trước. Ờ. Ê, Hoa Dung cô nương, cô vừa đánh rơi quyển sách nè. Quyển sách này sao lại không có chữ chứ? Không thể nào, chỉ cần là sách chắc chắn đều sẽ có chữ. Ê, đúng là có đó. Hoa Dung, tôi đang nghĩ sao đuổi mãi không thấy cô, thì ra cô về rồi. Ta lại ra ngoài tìm thử. Ê, nè, ăn đào đi. Cô ta sao vậy? Lúc nãy Hoa Dung cô nương đánh rơi một quyển sách không có chữ, nhưng mà Trùng Bát Ca vừa nói chỉ cần là sách đều sẽ có chữ. Kết quả quyển sách đó thật sự đã xuất hiện ra chữ. Sau đó Hoa Dung cô nương liền trở nên rất kỳ lạ. Thiên thư ngôn xuất ác linh. Không hay. Ê, Di Huynh bị sao vậy? Ta cũng không rõ nữa. Đi chúng bó. Ta đi coi sao. Đi. Yêu quái, tôi vẫn đang luôn nghi ngờ cô. Hôm nay quả nhiên đã lộ chân tướng. Con khỉ đột nhà ngươi, biết gì mà nói chứ. Nói mau, cô trộm thiên thư của chủ nhân đúng không? Giờ đây chỉ còn mỗi mình hắn, chúng ta liên thủ giết chết hắn luôn đi. Hay thật, thì ra cô giả yêu nữ này là một bọn. Qua Dung, tôi phải bắt cô giao cho chủ nhân, để ông ấy biết rõ những gì mà cô đã làm. Nếu đã như vậy, ta sẽ không thể để ngươi sống. Di Huynh, thật ra chuyện này là sao? Tại sao Hoa Dung cô nương giả yêu nữ hợp sức đối phó Huynh? Bọn họ là một bọn đó. Mọi người mau chóng rời khỏi đây. Cái gì? Tiểu tử thúi, ngươi đến thật là đúng lúc. Ta đang định đi tìm ngươi đây. Không được làm hại Trung Bác. Phan Vĩnh quên sao rồi? Phan Vĩnh, hai người đi mau, cứ mặc kệ. Phan Vĩnh, Phan Vĩnh, không được, ta không thể đi. Phan Vĩnh, Phan Vĩnh, Quỳnh mau tỉnh lại đi. Quỳnh tỉnh lại đi. Phan Vĩnh.
Phan Vĩnh! Phan Vĩnh! Chúng ta đi. Phan Vĩnh, huynh mau tỉnh lại đi. Phan Vĩnh, Di huynh, huynh sao rồi? Tôi vừa nãy dốc hết chân khí, giờ đây đã rất suy yếu. Vậy sao? Được, đi, ta đưa hai người đi. Hôm nay ta nhất định phải đưa huynh và Phan Vĩnh rời khỏi đây. Không, đi. Trục bác không. Phan Vĩnh đã tử thương rồi, nơi này không thể ở đâu được đâu. Không, muốn đi chúng ta cùng đi. Diên huynh, chúng tôi sẽ không bỏ lại huynh đâu. Huynh hãy cùng chúng tôi rời khỏi đây. Mộ Dung, mà hộ tống Trục bác vào thạch ngay trong đêm, một khi bọn chúng quay lại sẽ không kịp nữa. Không đâu. Mọi người bởi vì ta mới thành ra nông nỗi này. Ta không thể bỏ lại hai người. Ta không bỏ lại hai người đâu. Muốn đi chúng ta cùng đi. Chúng ta cùng đi. Trục bác, cậu nghe tôi nói. Trục bác, chủ nhân rất mau sẽ đến đây tìm tôi. Tôi sẽ không sao đâu. Hai người mau đi đi. Không được, huynh đừng nói nữa. Ta sẽ không tự được khỏi đây. Đi, muốn đi chúng ta cùng đi. Mau về Phan Vĩnh đứng dậy. Trung bác, mau lên. Họ vì muốn bảo vệ huynh cho nên mới thành ra như vậy. Nếu như chúng ta không chịu rời khỏi, mọi cố gắng của họ đều uổng phí đó. Muội thấy chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Mộ Dân nói đúng, một khi chủ nhân đến đây chúng tôi sẽ đuổi theo hai người mà. Không, ta không đi, ta không đi. Trục bác, Trục bác, Phan Vĩnh, tôi nói mình đi nhanh lên. Phan Vĩnh, Trục bác, không thể chết một tiếng quan ngủ được. Tôi nói Vĩnh, đi mà, đi đi mà, mau lên đi. Phan Vĩnh, Phan Vĩnh không thể chết quan ngủ được. Phan Vĩnh, đừng kéo ta mà. Phan Vĩnh, hai người Phan Vĩnh đi. Phan Vĩnh, mau đi đi. Phan Vĩnh, mau đi đi mà. Phan Vĩnh, hai người mau đi đi. Đừng kéo ta mà. Phan Vĩnh, Phan Vĩnh, mau đi đi. Phan Vĩnh, đi đi mà. Phan Vĩnh. Trần Hữu Lượng đối nhân xử thế không theo chính nghĩa, thật sự không phải hành vi của thiên tử. Lẽ nào, lẽ nào là mình đã nhìn lầm câu ấy? Trần Hữu Lượng không phải là chân mệnh thiên tử. Sao bổn mạng của Trần Hữu Lượng chỉ là hơi sáng? Chắc có lẽ thời cơ sắp đến nhưng chưa chín muộn, cho nên vẫn chưa thể tỏa ra ánh hào quang. Kim Long, Kim Long hiện hình rồi. Tại sao lại xuất hiện thêm một con Thanh Long cùng con Kim Long giao đấu kịch liệt nữa? Đây mình nhớ ra rồi, lúc mình nhìn thấy dáng rồng xuất hiện trên người của Trần Hữu Lượng chính là Thanh Long chỉ có 4 móng. Không phải, Kim Long có 5 móng. Giờ đây Kim Long đã xuất hiện. Chân mệnh thiên tử chắc có lẽ là một người khác. Thanh Long quả nhiên đấu không lại Kim Long. Xem ra Trần Hữu Lượng chỉ có thể xưng bá một phương, không phải là chân mệnh thiên tử thật sự. Nhưng mà nếu Trần Hữu Lượng không phải là chân mệnh thiên tử, vậy chân mệnh thiên tử lẽ nào lại là Chu Trùng Bát?
Lưu huynh. Lưu huynh. Kỳ lạ, Lưu huynh không có ở đây. Có thể đi đâu chứ? Kính thưa Trần Hữu Lượng Minh Giám, Bá Ôn đi đây, xin tha thứ Bá Ôn không từ mà biệt. Bá Ôn quan sát thiên tượng, được biết Trần huynh sau này ắt sẽ xưng bá một phương. Vẫn mong Trần huynh ngày sau trên nghĩa trần của đức hiếu sinh, dưới xót nỗi đau trăm họ, hành thiện tích đức, đừng ngang ngạnh làm càn, tin lời tiểu nhân dèm pha, nếu không hối sẽ không kịp. Lưu Bá Ôn. Lưu huynh bỏ đi rồi. Không được, mình phải báo cho sư phụ biết. Bạch Viên. Bạch Viên dùng thiên lý truyền âm gọi mình, nhưng mà tại sao vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Bạch Viên, cứ sao vậy? Tôi đã bị Hoa Dung đã thương rồi. Hoa Dung à? Tại sao Hoa Dung đã thương ngươi? Bởi vì tôi phát hiện là cô ta đã trộm thiên thư của chủ nhân đó. Nói cái gì? Hoa Dung lấy trộm thiên thư à? Bạch Viên, ngươi bị thương rất nặng, ngươi ngồi xuống, ta trị thương cho. Tôi đã thấy đỡ nhiều rồi. Bạch Viên, nội thương của ngươi rất nặng, ngươi cần phải điều dưỡng một thời gian. Rõ. Đúng rồi chủ nhân, theo sự quan sát của tôi, chú trùng bác đó rất có khả năng chính là chân mệnh thiên tử đó. Hãy mau nói cho ta biết chú trùng bác đó hiện nay đang ở đâu. Cậu ấy nói muốn đến Hào Châu tìm Tiêu Thúc. Hào Châu à? Ừ. Bây giờ ta sẽ tới Hào Châu tìm người. Bạch Viên, ngươi hãy ở lại dưỡng thương. Xin chủ nhân yên tâm. Bây giờ mình đã lấy được Sơn Thạch Chi Nhãn, đợi sau khi trở về Bạch Liên Giáo sẽ có thể tới gặp Tú Anh được rồi. Lâm Nhi. Sư phụ à, không phải người giúp con đưa Tú Anh và Tiêu Thúc trở về Bạch Liên Giáo hay sao? Sao mới đó đã quay lại rồi? Họ nói không muốn theo ta về Bạch Liên Giáo, chỉ muốn tiếp tục đi đến Hào Châu. Cái gì? Hào Châu xa như vậy, hai người họ một già thêm một cô nương, tay trói gà còn không có sức mà đi một quãng đường xa như vậy. Huống hồ chi bên cạnh họ không một ai theo bảo vệ, lỡ như họ gặp phải nguy hiểm gì, hoặc giả là có kẻ đến hãm hại thì phải làm sao? Con cứ việc yên tâm, ta đã tặng hai người một túi ngân lượng, tin chắc lần này họ sẽ có thể bình an đến được Hào Châu. Không được, con vẫn không yên tâm, con phải đi tìm họ. Lâm Nhi, con định làm gì? Sư phụ à, người Lâm Nhi, ta có thể nhìn ra được con rất thích Tú Anh cô nương, nhưng cô đã có ý trung nhân rồi, con không biết hay sao? Cái gì? Tú Anh đã có ý trung nhân rồi? Con không tin đâu. Cho dù con không muốn tin cũng phải tin, bởi vì đây là do Tú Anh cô nương chính miệng nói với ta. Lâm Nhi, ta rất hy vọng rằng con hãy quên Tú Anh cô nương đó đi. Đúng rồi, còn Sơn Thạch Chi Nhãn. Sơn Thạch Chi Nhãn con đã tìm được rồi. Quả nhiên đúng là Sơn Thạch Chi Nhãn. Lâm Nhi, chỉ cần con đem phép thuật của Sơn Thạch Chi Nhãn này tu luyện thành công thì sẽ có thể khống chế người đá. Ta tin chắc chẳng bao lâu nữa con có thể dẫn dắt Bạch Liên Giáo lật đổ Thuận Đế, cứu giúp bá tánh trong thiên hạ, lập nên một dương triều hoàn toàn mới. Đến chừng đó con sẽ là thiên tử được vạn người triều bái. Nhưng mà sư phụ, con cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như mình đang nghĩ. Hiện nay
triều đình đã có tế tự chuyên dùng đối phó Bạch Liên giáo chúng ta. Trước đó chúng ta gặp phải những thuật sĩ, với cả sau này ở trên đường đi con gặp được đại tế tự Tác Mãn, bọn chúng đều biết yêu thuật, hơn nữa võ công đã rất cao cường. Đại tế tự Tác Mãn, xem ra còn phải mau chóng đem phép thuật của Sơn Thạch Chi Nhãn tu luyện thành công. Chúng ta còn phải nghĩ kế sách đối phó bọn chúng. Dạ phải. Chúng ta mau trở về tổng đàn. Sư phụ à, nhưng mà trong lòng con không thể quên được Tú Anh. Lâm Nhi, bây giờ đã là lúc nào rồi? Ta mong con có thể lấy đại cuộc làm trọng. Những chuyện như nữ tình trường chỉ sẽ vướng bận con, khiến con khó làm việc lớn. Hơn nữa, Tú Anh cô nương căn bản không yêu thích con. Đợi sau khi con thành tựu đại nghiệp, con muốn bao nhiêu cô nương mà chẳng có. Ta hy vọng con có thể suy nghĩ thật kỹ. Sư phụ à, Đồ Nhi đã hiểu. Đồ Nhi sẽ lấy đại cuộc làm trọng, tạm thời các là chuyện nhi nữ tư tình. Rất tốt, như vậy mới có phong thái của thiên tử tương lai. Đi thôi. Tu Anh à, cô có biết ta rất thích cô hay không? Ta đã thầm yêu thương cô một cách sâu sắc. Dù cho người cô thích là ai, ta cũng không bỏ cuộc đâu. À... Trung bác, huynh làm sao vậy? Ta vừa nghĩ tới Văn Vĩnh chỉ vì muốn bảo vệ chúng ta mà chết, ta lại thấy đau lòng. Mùi cũng cảm thấy rất đau lòng. Văn Vĩnh đã bảo vệ chúng ta suốt. Huynh ấy đúng thật là một người tốt. Tại sao người tốt phải chết sớm như vậy? Còn hai yêu nữ đó lại không chết chứ? Văn Vĩnh, ta rất nhớ huynh. Mụ Vân, mụ cũng đừng quá đau lòng nữa. Dù sao thì người đã mất rồi, không thể nào sống lại. Hơn nữa, con người sớm muộn cũng phải chết. Ta tin là một người tốt như Phan Vĩnh huynh ấy nhất định sẽ đi về thế giới cực lạc thôi. Thật sự có thế giới cực lạc sao? Ừ. Đàm Vân sư phụ từng nói với ta như vậy, cho nên ta tin rằng Phan Vĩnh nhất định đang ở trên trời quan sát chúng ta. Chúng ta phải kiên cường hơn nữa, đem sứ mệnh mà Phan Vĩnh chưa thực hiện được tiếp tục hoàn thành. Nhớ lúc ta còn nhỏ, cũng từng trải qua nỗi đau mất mẹ, cho nên ta đã học được cách kiên cường, học cách trở nên lạc quan, học cách nhìn thoáng mọi chuyện ở đời. Trung bác, huynh nói những thứ này mọi đều hiểu cả. Chúng ta đi thôi. Hãy